Trung Nhạc đứng trên tầng mây xanh nhìn thần chiến chi địa bao la phía trước, tâm trạng lên xuống bất định. Năm đó tiền bối của nhân tộc ta gian khổ dẫn dắt tộc nhân giết ra khỏi Tây Hoang, đại chiến tại đây, để lại thần chiến chi địa. Đến nay, môn chủ tới nơi này vì kiếm môn, vì đại hoang, bất luận thế nào cũng phải trừ bỏ đại tế tư. Giết hắn rồi mới dành được thời gian cho nhân tộc và kiếm môn đại hoang. Trung Nhạc thầm nghĩ. Thời gian cách vạn năm, nhân tộc ta hai lần đổ máu đều là vì cùng một mục đích. Bảo vệ nhân tộc. Đám mây từ từ đáp xuống, phía trước chính là thần chiến chi địa, đại tế tư đứng tại cửa vào của con đường sinh lộ duy nhất đợi họ tới. Đại tế tư của hiếu mang thần tộc cũng là vì bảo vệ tộc nhân của hắn, buộc phải ở lại đây quyết đấu sinh tử với lão đầu tử. Trong trận chiến với kiếm môn lần này hắn đã phạm sai lầm. Sai thì phải gánh chịu hậu quả. Chỉ là, lần này phải dùng tính mạng của hắn để gánh vác lỗi sai này. Lần sau nhân tộc ta tới đây không phải để bảo vệ nhân tộc đại hoang nữa mà là vì nhân tộc bị coi là thức ăn ở Tây Hoang lão đầu tử giọng nói thê lương, nhưng mang chiến ý khiến nhiệt huyết sôi trào. Lão dơ thần kiếm trong tay lên chỉ về hướng Tây Hoang, tóc trắng bay phấp phới, cười. Trung Sơn Thị, tổ tiên của chúng ta tới từ Tây Hoang, ngươi có tự tin sau này đánh về Tây Hoang cứu tộc nhân khác ra không? Trung Nhạc đứng bên cạnh lão, nhiệt huyết trong lòng ngực sụt sôi như có cả nghìn con dao long đang bay lượn, cười nói. Đệ tử không phải muốn cứu tộc nhân chịu khổ ở Tây Hoang ra. Đệ tử muốn đứng lên Tây Hoang, giúp tộc nhân đứng thẳng mà làm người đệ tử phải để nhân tộc thay đổi vận mệnh bị vạn tộc ăn thịt, tức hiếp của nhân tộc, để nhân tộc đứng trên các chủng tộc khác. Tốt! Lão đầu tử cười ha hả, bước về hướng đại tế tư, cười một tràng dài. Hiếu sơ thương sơn, để ngươi đợi lâu rồi. Ta đợi không lâu lắm. Đại tế tư khí tức dân cao, hai lão nhân đều tóc bạc, ánh mắt chiếu thẳng nhau như có thần kiếm vô hình đang đối đầu, tạo nên âm thanh trong vắt trên không trung. Không khí chấn động, mơ hồ thấy được kiếm khí trắng toát chém qua không khí, mặt đất giữa hai người liền xuất hiện một khe nước lớn. Khe nước này sâu tới hai ba mươi trượng, mặt đất không ngừng rung chuyển. Khí thế đáng sợ bùng phát từ hai người họ. Cả hai đều gầy gò nhưng khí huyết hừng hực, còn hùng hồn, khủng bố hơn người trẻ tuổi. Phía sau đại tế tư xuất hiện bóng đen cao lớn, là bóng của bàn ngao ba đầu, sáu con mắt giống như sáu vầng trăng treo trên không trung. Trong mắt bắn thần quang chiếu sáng xung quanh. Một ánh mắt nhìn chung nhạt, hơi cựng lại. Ngươi còn đem theo một đệ tử, Lẽ nào không sợ phân tâm? Đây là Trung Sơn thị, ngươi đã từng gặp. Lão đầu tử nhìn Trung Nhạc cười, nói: "Còn không mau chào đại tế tư?" Trung Nhạc cúi người, "Xin chào hiếu mang thần tộc đại tế tư." Trung Sơn thị nghịch khai ngũ luân, lọt vào thần thoại bản. Đại tế tư cười ha hả, tiếng cười mạnh mẽ sắc bén. "Phong thường, ngươi già rồi, khí huyết không bằng ta, đánh nhau chắc chắn sẽ không kiên trì lâu bằng ta. Nếu ta giết ngươi, Trung Sơn thị chắc chắn sẽ chết." ngươi đem hắn tới có thể nói là thất sách lão đầu tử cười ta đưa hắn tới chỉ là muốn hắn được thấy đại tự tại kiếm khí chân chính chứng kiến những cường giả gần với thần linh giao chiến tiềm lực của hắn còn lớn hơn ta và ngươi trận chiến này ngoài việc giết ngươi ta cũng là vì bồi dưỡng một vị thần cho kiếm môn ngươi không dẫn đệ tử tới có thể thấy ngươi đã tự cho rằng mình sẽ thua nên không có gan để đệ tử quan chiến phía sau đại tế tư bóng đen khẽ lay động Hiển nhiên lời nói của lão đầu tử khiến chút tự tin mà hắn vừa dùng lời nói tạo dựng nên bị dao động. Ba cái đầu của bóng đen sau lưng hắn lay động, phẫn nộ gầm lớn chấn động trời đất, đánh tan cả mây trên trời, dùng tiếng gầm để lấy can đảm, xua tan nỗi sợ hãi. Lão đầu tử tiến về phía trước. "Trung Sơn thị ngươi hãy nhìn cho kỹ, hãy nghiệm chứng cho tốt đại tự tại kiếm khí mà ta truyền thụ cho ngươi lúc ở trên đường." Trung Nhạc dừng bước, ở lại quan chiến. Trận chiến lập tức bùng nổ lão đầu tử và hiếu mang thần tộc đại tế tư đều là những cường giả đỉnh cấp của thế gian lúc này, gần với cảnh giới thần ma rồi. Hai vị cử phách vừa giao đấu là không có bất cứ sự thăm dò trước nào, lập tức dùng hết thực lực của mình. Họ đều đã già, thăm dò chỉ lãng phí khí huyết của họ, vì thế buộc phải thi triển hết mọi thủ đoạn với tất cả sức mạnh, kích sát đối thủ càng sớm càng tốt. Trung nhạc cuối cùng cũng thấy được đại tự tại kiếm khí hoàn chỉnh, đại tự tại kiếm khí chân chính. Đại tế tư tế thần binh trong hiếu mang thần miếu, là một phần mặt trăng, bay lên không tỏa sáng nguyệt quang. Còn đại tự tại kiếm khí trong tay lão đầu tử đã không còn hình kiếm mà thiên biến vạn hóa, có thể biến thành bất cứ hình thái nào. Thế nào gọi là đại tự tại? Không hạn chế hình thái, không phụ thuộc kiếm, không bị ràng buộc bởi chiêu thức, không câu nệ công pháp, đại tự tại kiếm khí chân chính bất cứ hình thái nào cũng có thể thành kiếm, không có chiêu thức cố định, tự do triển khai, tự do thi triển mọi ước mơ hoài bão. Suy nghĩ, ý niệm của bản thân trên đường tới đây lão đầu tử đã truyền thụ cho hắn đại tự tại kiếm khí, dạy hắn thoát thai hình, thoát thai kiếm, thoát thai chiêu thức. Từ đó thoát khỏi hình, thoát khỏi kiếm, thoát khỏi chiêu thức, được tự do một cách thực sự. Giờ hắn chứng kiến trận chiến giữa hai cường giả đỉnh cao nhất thế gian chính là để kiểm chứng những gì học trên đường. Kiếm khí trào dân giống như mưa lớn trong sơn cốc. Sau trận mưa sơn cốc sạch sẽ, bầu trời thoáng đảng, mặt trời lên cao chiếu rọi, nắng chói chang, gió hầm hập, giống như gió lạnh ngày đông không chỗ nào không len lỏi giống như tiếng sấm mùa xuân, cây khô này trồi non, giống như trời thu trong lành núi sông mát mẻ. Trong mắt chung nhạc đã không còn thấy bất cứ thứ gì, không thấy cảnh tượng khủng bố của thần chiến chi địa, không thấy cuộc chiến ác liệt giữa lão đầu tử và hiếu mang thần tộc đại tế tư, không thấy cái đầu bàn ngao to như ngọn núi, cũng không thấy vần mặt trăng sáng vàng vạch kia. Trong mắt hắn chỉ còn có kiếm khí lấp lánh như quần tinh, động tĩnh giống giao long. Đại tự tại kiếm khí không phải kiếm khí hay công pháp cố định, mà là sự tài tình tựa đại dương rộng lớn của một người biến thành kiếm khí, bắt qua không gian, chiếu rọi mọi thứ. Trận chiến này, khí tức của hai lão giả cuồn cuộn như rồng, xung phá sự ràng buộc của thần chiến chi địa, năng lượng kinh thiên động địa từ hai món thần binh đó chấn động tân hỏa, kinh động đại hoang. Trong thần chiến chi địa, trưởng lão tế tư trong đại quân hiếu mang thần tộc rơi lệ, thúc giục đại quân tiếp tục tiến quang, cố gắng tới nơi phúc địa tây hoang. Biên thủy phía bắc đại hoang, toàn thân cô hồng tử bê bết đầy máu, hắn đã bị trọng thương chí mạng. Cũng may hắn dung hợp với thần linh của cô Hà Thành nên mới kiên trì được tới lúc này. Còn sư bất dịch giao chiến với hắn vẫn rất nhẹ nhàng, gần như sắp dễ dàng giết được hắn. Giữa hai vị cường giả này có khoảng cách cực lớn, khoảng cách chí mạng. Nhưng sư bất dịch không tốt chiến tốt thắng mà cứ từ từ khiến cô Hồng Tử bị thương, thương thế đầy mình rồi mới lấy mạng hắn. Hắn buộc phải làm vậy, hắn không thể bị thương, vì Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần đều đang đợi hắn bị thương, đợi cơ hội hiếm có đợi yêu thần minh vương quyết của hắn lộ sơ hở. Yêu thần minh vương quyết có ẩn họa cực lớn, không trừ bỏ ẩn họa, sư bất dịch không dám thoải mái thể hiện tu vi thực lực. Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác, chính cái đầu cùng quay nhìn về hướng ranh giới giữa đại hoang và tây hoang. Cô hồng tử nhân cơ hội đó lao tới, đôi cánh biến thành hai thanh kim đao chém xuống, sự kinh ngạc của sư bất dịch còn chưa tan, chính cái đầu sư tử quay lại gầm lớn đánh bay cô hồng tử. Cô hồng tử ho ra máu liên tục, nhưng vẫn cười ha hả, vỏ cánh biến thành một đạo kim quang bay tới kim ưng phá không hết lớn ta đã khiến ngươi bị thương rồi cuối cùng ngươi cũng bị thương lão sư tử lần sau ta sẽ không chỉ đơn giản là gây thương thế cho ngươi ta còn thay thế ngươi trở thành yêu chủ thống trị tây hoang sư bất dịch định đuổi theo nhưng đột nhiên dừng bước sắc mặt sáng tối bất định đột nhiên chính cái đầu gầm lớn truyền âm vạn dặm thông báo cho lãng thanh vân lúc này đã vào đại hoang rồi hắn lấy đồ đằng thần trụ ra thông báo cho thiên huyền địa hoàng tứ lão. Lãng Thanh Vân dẫn đại quân yêu tộc tiến vào đại hoang năm nghìn dặm, đột nhiên trên không trung yêu vân cuồn cuộn, biến thành chín cái đầu sư tử khổng lồ. Chín cái đầu từ trên cao thò xuống, há mõm rống lên. Phong thường giả chết, lập tức dẫn quân về. Cùng lúc đó, sư bất dịch buông đồ đằng thần trụ, lao về hướng đại hoang, rồi đột nhiên dừng bước, sắc mặt càng ngày càng tối lại, vô cùng băng khoăn. Phong thường giả chết, đại chiến với hiếu sơ thương sơn ở thần chiến chi địa. Phong thường liều mạng, chắc chắn hiếu sơ thương sơn sẽ chết, chắc phong thường cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn vốn sắp chết già rồi, chỉ là cố hơi thở cuối cùng muốn đấu với ta và lão bàn ngao. Chắc chắn hắn sẽ tới giết ta với thương thế. Nếu ta thi triển toàn lực chắc chắn sẽ không phải sợ hắn. Nhưng ta vẫn còn thương thế, có lẽ không qua mắt hắn được, nếu bị hắn động vào vết thương. Con sư tử chính đầu này bùng trồn qua lại ở ranh giới đại nguyên hoang địa, gầm lên phẫn nộ liên hồi, khó lòng quyết định dứt khoát. Phong thường liều mạng, lão bà ngao sẽ không chống đỡ được bao lâu. Phong lão đầu rất nhanh sẽ tới tìm ta, cho dù ta giết được hắn cũng sẽ bị hắn ép ra vết thương. Nhưng đại quân yêu tộc ta vẫn ở đại hoang, nếu ta đi thì chắc chắn họ sẽ bị phong lão đầu tiêu diệt sạch sẽ. Rốt cuộc ta có cần những thân tính này không? Không cứu Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần đáng chết này nữa. Sư tử chính đầu gầm lên. Không cứu chúng thì danh tiếng của ta sẽ sụp đổ trong một đê, còn mặt mũi nào tiếp tục làm yêu chủ đông hoang. Yên Vân Sinh và Tú Thiên Thần hai tên khốn các ngươi chắc chắn sẽ liên kết với các địa chủ, quan chủ, đảo chủ khác thảo phạt lão tử. Phong thường khốn kiếp. Ngươi hải hại lão tử. Sư bất dịch gào rống liên hồi, đột nhiên biến thành hình dạng thường ngày, định thần lại, khí tức dịu xuống, tĩnh lặng ngồi bên ngoài biên thùy đại hoang chờ đời. Một lúc sau sư bất dịch đột nhiên bùng nổ chửi bới. Con mẹ nhà ngươi. Chỉ là không biết đang chửi ai. Thần chiến chi địa, trận chiến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hai vị cường giả trong trận chiến đều đang tới gần với cái chết. Dư uy của thần chiến chi địa được kích phát, sóng chấn động xung kích, bí cảnh xuất hiện giống như trăng sao, thần binh vỡ nát tỏa ra thần uy khiến người khác sợ hãi, nhưng không thể gây thương tổn gì tới hai người đang ác chiến. Đột nhiên trận chiến dừng lại, lão đầu tử sách kiếm đi ra khỏi thần chiến chi địa. Trong thần chiến chi địa, các loại ánh sáng chiếu rọi, trong luồng sáng đó, bóng của bàn ngao ba đầu đứng sững sững. Đột nhiên cái bóng đó vỡ vụn, bị thần chiến chi địa nhấn chìm khí tức của lão đầu tử mạnh mẽ tới cực điểm, không giống như người sắp chết già, sắc mặt của lão thậm chí còn hồng hào. Đi thôi Trung Sơn Thị, chúng ta đi gặp sư bất dịch. Lão đầu tử cười. Trung Nhạc nghe thế vội đứng dậy, lắc đầu nói. Sư bất dịch giảo hoạt thế nào chứ? Chỉ e hắn đã cảm ứng được khí tức của môn chủ, chắc chắn sẽ không ở đó đợi đâu. Cái này khó nói. Vẻ mặt lão đầu tử có chút nghịch ngợm, cười nói. Hai người đứng trên đám mây bay lên, chung nhạc cảm giác khí huyết của lão đầu tử vượng đến mức khó hiểu lão dường như trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất của tuổi trẻ điều này tuyệt đối là bất thường khí huyết của người bình thường giống như thủy triều lên xuống triều cường cũng chỉ trong một thời gian ngắn phần lớn là thoái trào mới đúng nếu cứ duy trì trạng thái hưng phấn trong thời gian dài sẽ tổn thương rất lớn tới nhục thân và nguyên thần tương đương với việc hủy diệt sinh mệnh bản thân mà lão đầu tư vừa ác chiến với đại tế tư nếu là bình thường khí huyết của lão nên rút xuống ổn định tinh thần điều chỉnh nguyên thần đợi trận đại chiến tiếp theo. Cho dù là thiếu niên như Trung Nhạc thì cũng không thể tiếp tục giữ khí huyết ở trạng thái cao trào như vậy, nếu không sẽ tổn thương tới nhục thân, nguyên thần, huống chi là một lão giả tính mệnh không còn bao lâu. Giờ khí tức của lão mãi không dịu đi, có nghĩa là không phải không muốn làm dịu khí tức mà là không thể. Nếu khí tức rút đi chỉ sợ không thể nâng lên được nữa. Vì thế lão đành phải liên tục thiêu đốt sinh mệnh để khí huyết ở mực cực hạn. Làm vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất, chính là không lâu nữa khí huyết sẽ cạn kiệt dục thân tử vong khiến linh và hồn của nguyên thần cũng tử vong. Trung nhạc thầm buồn bã, phong xấu trúc thay lão đầu tử xuống lòng đất giết ma hồn, dùng thân già bảo vệ 500 năm thái bình cho kiếm môn. Còn lão đầu tử ở trên này dùng tính mạng của mình bảo vệ sự bình an của kiếm môn trên mặt đất. Hai vị lão giả phong thị đã hy sinh quá nhiều cho kiếm môn. Trên đám mây, lão đầu tử tinh lực dồi dào giảng giải các khúc mắt của hắn về đại tự tại kiếm khí, lão không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào. Trung nhạc cũng tĩnh tâm nghe giảng giải vừa rồi quan sát trận chiến giữa hai cường giả tuyệt đỉnh hắn cũng lý giải sâu hơn về đại tự tại kiếm khí nhưng càng hiểu kỹ thì càng nhiều điều chưa hiểu vì thế hắn tranh thủ cơ hội hiếm có này để hỏi hết hắn biết cách nghĩ của lão đầu tử đại tự tại kiếm khí là công pháp trấn môn của kiếm môn nhưng thời gian không đủ lão không thể tỉ mỉ truyền thụ cho tân môn chủ quân tư tà cũng không thể truyền thụ cho khâu cấm nhi đã biết đại tự tại kiếm khí quân tư tà không có căn cơ tu luyện đại tự tại kiếm khí khâu cấm nhi tuy đã biết đại tự tại kiếm khí nhưng khả năng lĩnh ngộ và khả năng sáng tạo lại kém chung nhạc một chút vì thế lão đầu tử phải truyền cho chung nhạc sau đó nhờ hắn truyền môn tuyệt học này cho quân tư tà từ cổ chí kim đại tự tại kiếm khí chỉ truyền cho môn chủ thế nhưng lão đầu tử không câu nệ quy tắc đó lão khá thoải mái vì cứu khâu cấm nhi đã cố tình để khâu phu nhân lấy trộm kiếm bài rồi chung nhạc lại có kiếm bài tham ngộ ra sự ảo diệu trong đó truyền lại chân truyền của đại tự tại kiếm khí cho khâu cấm nhi Phong Vô Kỵ cũng có đại tự tại kiếm khí, nhưng hẳn là lão đầu tử cũng đã có đề phòng. Giờ lão muốn chung nhạc lĩnh ngộ đại tự tại chân chính, vượt ra công pháp, chiêu thức, còn trên cả chân truyền. Chỉ có khả năng lĩnh ngộ và sự sáng tạo biến thái của chung nhạc mới lĩnh ngộ được tinh túy của đại tự tại kiếm khí trong thời gian ngắn, không đến nỗi để đại tự tại kiếm khí chân chính bị thất truyền. Đám mây bay về hướng Bắc Đại Hoang, tốc độ cực nhanh, nhưng từ thần chiến chi địa xuất phát tới Đại Nguyên Hoang địa ở phía Bắc cũng hơn 7 vạn dặm. Đây là con đường ngắn nhất rồi, cho dù là cự phách như lão đầu tử cũng phải mất 2 3 canh giờ. Chung Nhạc nhìn lão đầu tử với khí huyết vượng đến kỳ quái, trong lòng có chút lo lắng. Lão giả này liệu có kiên trì được 2 3 canh giờ nữa không? Đột nhiên khí huyết lão đầu từ lay động, hơi thoái trào, Chung Nhạc lập tức chú ý tới sắc mặt của lão đỏ lên, rồi khí huyết lại dâng lên, trở về trạng thái đỉnh phong. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, đột nhiên đứng dậy. "Môn chủ, ta từng tu luyện yêu thần minh vương quyết." biết nhược điểm của công pháp của hắn. Quỳnh quỳnh. Toàn thân hắn sụp sôi khí huyết, con mắt thần nhãn trên mi tâm mở ra, thần quan giống như lưu thủy lấp lánh trong mắt. Khí huyết chung nhạc càng ngày càng mạnh, trên bề mặt cơ thể hình thành các loại đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết, các đạo đồ đằng văn biến hóa khó lường, đại diện cho lưu động của khí huyết. Đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết cực kỳ bá đạo, khí huyết khủng khiếp tới cực hạn, nhưng quan trọng nhất là thần nhãn trên mi tâm. Đó là nơi tập trung điều động khí huyết, trung khu điều khiển, hắn thiếu đồ đằng văn của thần nhãn. Để ta trình bày cho ngài xem. Hắn lắc mình, hiện ra chân thân minh vương tám tay. Tám cánh tay vung lên, cầm đao, kiếm, chù y, thuẫn, câu, roi. Khí huyết lưu động, đồ đằng văn biến hóa, vô cùng rõ ràng. Lão đầu tự mắt sáng trưng, quan sát thật kỹ, nhưng rồi ánh mắt lại tối lại, lắc đầu nói. Nhược điểm là của công pháp, không phải của sư bất dịch. Sư bất dịch tu luyện được tới thành tựu như hiện giờ có nghĩa là hắn có cách tu luyện thần nhãn khác, bổ sung cho Minh Vương thần nhãn. Nếu không hắn cũng không thể được như hiện nay. Hắn có ẩn họa, nhưng không phải ở thần nhãn. Trung nhạc thi triển thần thông tạo yêu thần Minh Vương quyết để lão đầu tử có thể thấy sự thay đổi khí huyết của hắn trong mỗi chiêu thức. Bác cực sát trận chậm rãi chuyển động, khiến lão cảm nhận được sự vận hành của trận pháp, nói. Yêu thần Minh Vương quyết của sư bất dịch, quan trọng nhất chính là thần nhãn ở mi tâm. Thần nhãn điều động khí huyết. Thần nhãn của hắn vì không phải Minh Vương thần nhãn thật sự nên chắc chắn sẽ có sơ hở về khí huyết. Ta không nhận ra nhược điểm của hắn ở đâu, nhưng yêu thần Minh Vương quyết của ta hoàn chỉnh hơn của hắn. Vì thế ta vận hành khí huyết và đồ đằng văn chắc chắn khác hắn, mà điểm khác này có lẽ chính là nhược điểm của hắn. Lão đầu tử mắt lại sáng lên, nhìn các chiêu thức thần thông yêu thần Minh Vương quyết mà Chung Nhạc thi triển, tìm kiếm sự ảo diệu trong đường chảy khí huyết và sự vận chuyển của đồ đằng văn. Thần thông trong thiên hạ tu luyện tới cảnh giới nhất định thì trăm sông lại đổ về cùng một biển. Tới tầng thứ như của lão, bí mật của công pháp đồ đằng không còn thần bí nữa. Công pháp thần cấp như yêu thần minh vương quyết mà trung nhạc thi triển, nếu là người ngoài nhìn thì sẽ cảm thấy như sách trời, trong mắt hắn thì lại thấy được quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn. Tuy lão không thể vì thế mà học được yêu thần minh vương quyết nhưng quy luật vận hành yêu thần minh vương quyết mà trung nhạc thi triển là quy luật vận hành yêu thần minh vương quyết hoàn chỉnh, mà sư bất dịch thiếu mắt xích là thần nhãn, quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn của hắn chắc chắn sẽ khác với trung nhạc. Mà sơ hở của hắn chính là ở một chút khác biệt đó. Tu vi thực lực của sư bất dịch cao thâm khó lường, cho dù là cự phách cũng không thể nhìn ra được quy luật biến hóa của khí huyết và đồ đằng văn của hắn, nhưng với thực lực và nhãn lực của lão đầu tử chắc có thể nắm bắt được nhược điểm của hắn. Một hồi lâu sau, lão đầu tử ghi chép lại sự thay đổi mà trung nhạc diễn hóa, cười. Không cần phải thể hiện nữa. Trung nhạc vội dừng lại, nôn nóng nói môn chủ đã nhìn ra sơ hở của sư bất dịch rồi chưa lão đầu tự lắc đầu cười muốn nhìn ra sơ hở của hắn từ ngươi khó đến mức nào cơ chứ ta phải tận mắt nhìn yêu thần minh vương quyết mà sư bất dịch thi triển cảm ứng sự thay đổi khí huyết và đồ đằng văn của hắn thì mới biết sơ hở của hắn ở chỗ nào nếu như sắc mặt của lão tối lại hạ giọng nếu đưa con bất hiếu của ta ở đây thì giờ hắn có thể dựa vào thần nhãn kiếm quyết tìm được nhược điểm của sư bất dịch rồi lão lắc đầu trầm mặc khả năng lĩnh ngộ của phong hiếu trung rất cao hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu về bản chất thần thông với ngộ tính đáng sợ của hắn có thể trong thời gian ngắn tìm ra sơ hở của sư bất dịch một đồng chí mạng đại nguyên hoang địa cuối cùng cũng ở trước mắt lão đầu tử đứng dậy nhìn về phía xa đừng làm phong hiếu trung cũng đừng làm phong thường ngươi phải làm chung nhạc chung nhạc nhìn phía xa trên đại nguyên hoang địa khí huyết như mây sư bất dịch đang chờ ở phía xa hắn không khỏi thấy lo lắng khí huyết của lão đầu tử lại tụt giảm lần nữa, nhưng rồi nhanh chóng hồi lại, nhưng trạng thái này rất không tốt. Đám mây đáp xuống, Trung Nhạc đứng sau lưng lão, nhìn về hướng sư bất dịch. Lúc này sư bất dịch có chín đầu, khiến Trung Nhạc không khỏi kinh hãi. nếu là chín đầu có nghĩa là sư bất dịch có chín con mắt ở mi tâm. chín con mắt, quy luật vận hành khí tức chắc chắn khác với một con mắt, sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vừa rồi lão đầu tử nhìn thấy quy luật vận hành của khí huyết và đồ đằng văn của một con mắt thần nhãn, giờ có tới chín con mắt, liệu lão có nắm bắt được sơ hở của sư bất dịch không? Phong lão quỷ, giảo hoạt, giảo hoạt thật. Sư bất dịch chắp tay sau lưng, nói. Ép ta tới mức này, ngươi là người đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng. Sau trận chiến này, không biết kiếp này ta có còn gặp được đối thủ như phong lão quỷ ngươi không? Nói ra ta cũng phải suýt xoa không thôi. Hắn tỏ ra rất thoải mái, không hề lo lắng về trận chiến sắp tới, cười. Ngươi đấu với hiếu sơ sơn bị trọng thương, vốn dĩ suýt nữa đã lấy được cái mạng già của ngươi, chỉ là còn thoi thóp mà thôi dọc đường ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi tụt xuống hai lần sau hai lần ngươi đều thiêu đốt lại sinh mệnh ngươi đã tới mức cạn kiệt rồi tới lần thứ ba ngươi sẽ chết còn ta thì đang tráng niên ta cũng không nỡ ức hiếp lão quỷ như ngươi lão đầu tử cho đám mây tan đi cười đại sư tử khẩu khí thật lớn nhưng đáng tiếc tâm thần quá rối loạn ta thậm chí còn nghe thấy tiếng náo loạn trong chính cái đầu của ngươi đại quân yêu tộc vẫn chưa quay lại đúng không có phải Phong Vân Sinh và Tú Thiên Thần cũng trốn ở quanh đây? Sư Bất Dịch khóe mặt giật giật, đột nhiên cao giọng. "Yên Vân Sinh, Tú Thiên Thần, chúng ta liên thủ tiêu diệt Phong lão quỷ, quỷ diệt kiếm môn, thông tính đại hoang, các ngươi sẽ công lao trấn thiên." Tiếng nói của hắn lan tỏa trên toàn đại nguyên hoang địa, một lúc sau, ngoài tiếng vọng lại thì chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Khóe mắt sư Bất Dịch lại giật giật, trong bụng chửi bới. "Con mẹ ngươi." Lão đầu tử cười ha hả, "Thần kiếm xuất bao." ánh kiếm quang lạnh lẽo chiếu rọi đại nguyên hoang địa. Sư bất dịch trú lên một tiếng dài, thần nhân chính đầu bùng phát, tám tay vung lên, bắt cực sát trận lập tức bộc phát toàn bộ năng lượng. Trung nhạc nhanh chóng lùi về sau tránh sóng dư từ trận chiến của hai tuyệt đỉnh cường giả. Trận chiến này khác với trận lão đầu tử và đại tế tư. Trận chiến kia, lão đầu tử vừa lên đã dốc toàn lực tung sát chiêu về đối phương, lấy mạng đổi mạng. Còn sư bất dịch thì chỉ thủ, liều mạng phòng thủ, chỉ thủ không công, chống lại uy lực thần kiếm của lão đầu tử. Hắn tính toán rất đơn giản, chính là đợi đến lần thứ ba khí tức của lão đầu tử tục giảm. Lần thứ ba tục giảm chính là khi tinh khí thần của lão đầu tử sẽ sụp đổ hoàn toàn, là lúc lão tử vong, cũng là lúc hắn chiến thắng. Thậm chí hắn còn khởi động minh vương thần nhãn trên mi tâm của chính cái đầu sư tử. Thần nhãn bắn thần quang, ken 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 va đập với thần kiếm, uy năng cực lớn, không hề thấy hắn có bất cứ sơ hở gì tuy hắn đang phòng thủ nhưng đại tự tại kiếm khí thiên biến vạn hóa khó lòng phòng tránh vẫn có thể gây thương thế cho hắn khiến hắn liên tiếp xuất hiện vết thương chói mắt trận chiến này kéo dài không tới một khắc đột nhiên khí huyết của lão đầu tử tục giảm lần thứ ba chung nhạc thấy mà giật mình kinh hãi lão quỷ chết trong tay ta thành toàn cho bất thế uy danh của ta đi sư bất dịch cười ha ha đột nhiên bùng phát chuyển thủ thành công từ bỏ mọi phòng thủ toàn diện tấn công đại sư tử ngươi mắc mưu rồi lão đầu tử đột nhiên cũng cười ha ha, kiếm quan va chạm với bác cực sát trận, nháy mắt biến thành mấy trăm kiểu. Hai thân ảnh đang xen lẫn nhau, lão đầu tử dựng ngón cái ấn sau lưng, một đạo kiếm quan bắn ra phía sau, khen một tiếng bắn trúng cổ của một cái đầu của sư bất dịch, vừa đúng cổ hỏng. Cổ họng của hắn bị kiếm khí cắm chặt, cổ họng cũng là lúc vận hành khí huyết, chính cái đầu chính đạo khí huyết đại thần thông. Đạo khí huyết thần thông này bị bịt lại, chính cái đầu của sư bất dịch lập tức đỏ phừng, khí huyết hỗn loạn. Bùng 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 các minh vương thần nhãn của hắn phát nổ chính tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên dục thân khí huyết của sư bất dịch bùng nổ rối như tơ vò khí huyết toàn thân như mất kiểm soát lập tức biến thành chính con sư tử mi tâm máu chảy ròng ròng gầm thét chạy đi lão quỷ ngươi lại lừa ta con sư tử chính đầu chạy mất dạng trống lớn nhưng ngươi không đuổi kịp ta không giết được ta đâu trên không trung hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện là hai vị cự nghiệp yên vân sinh và tú thiên thần của đông hoang biến thành hai làng khói xanh đuổi theo sư bất dịch. Hai làng khói xanh gặp con sư tử chính đầu trên không trung, chỉ nghe tiếng chửi bới vọng lại. Yên vân sinh con mẹ nhà ngươi, tú thiên thần con mẹ nhà ngươi. Trung nhạc nhìn mà cũng kinh hãi, cuối cùng lúc này cũng được yên tâm. Lão đầu tử tay cầm kiếm quay lưng lại với hắn, y sam bay phấp với, tựa thần nhân vậy. Trung nhạc vội tiến lại, cười. Môn chủ, sư bất dịch chịu thiệt lần này, bị ngài phá chân thân yêu thần minh vương rồi, chưa chắc có thể sống mà về hãm không thành được. Vừa rồi khí huyết của ngài tục giảm ta cũng sợ, thì ra chỉ là dụ sư bất dịch mắc bẫy thôi. Môn chủ. Trung nhạc tới phía trước lão đầu tử, đột nhiên tim nhói lên, phủ phục khóc lớn. Lão già cầm kiếm, hàm tiếu mà về trời. Môn chủ, đừng đi xa quá, hồn quy lai hề. Một lúc lâu sau, Trung nhạc đứng dậy, lặng lẽ cổng lão đầu tử lên, ngẩng đầu nhìn về hướng đại hoang, mặt niệm. Đệ tử sẽ không để ngài phải nằm nơi tha hương đệ tử sẽ đưa ngài về kiếm môn, trở về nơi ngài bảo vệ. Ngài trên trời linh thiên hãy cùng về với đệ tử. Đừng đi xa quá, hãy cùng đệ tử quay về. Trung nhạc cổng sát của lão đầu tử, tay cầm đại tự tại thần kiếm, sau vài ngày trở về kiếm môn. Trên kiếm môn sơn, tân môn chủ quân tư tà dẫn phương kiếm cát, thủy tử an và các trưởng lão khác tới đón. Trên các đỉnh núi treo phướng trắng, trên dưới đều rơi vào sự bi ai. Trung nhạc giao lại đại tự tại thần kiếm cho quân tư tà, Thủy Tử An thì đã lệnh cho đệ tử của Thủy Đồ Thị cầm lệnh bài của mình tới các hoang mời các vị cự đầu, cự phách, danh túc tới, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần họ tới tọa trấn kiếm môn nửa năm. Hai trận đại chiến trước cái chết của lão đầu tử đã chấn kinh bốn phương. Hiếu mang thần tộc đại tế tư chết, sư bất dịch trọng thương, không hổ uy danh kiếm thần. Nhưng sau khi lão môn chủ chết, trường cục kiếm môn đổ, khó tránh các thế lực sẽ nhăm nhe. Nguy hiểm nhất chính là trọng lê thần tộc ở Nam Hoang, tiếp đó là Long tộc và Sơn thần, quỳ long tộc ở Tây Hoang. Nhưng Thủy Tử An đã dốc hết vốn liếng, mời các vị cự đầu, cự phách và danh túc có mối quan hệ cũ tới. Các thế lực khác muốn động tới Đại Hoang, tới kiếm môn cũng phải suy tính xem có đáng không. Đây là thời kỳ hỗn loạn, kiếm môn được Thủy Tử An khéo léo vệ, còn Tây Hoang thì rơi vào rối loạn, rất đông thần tộc ở Tây Hoang nghe nói Đại Tế Tư chết, âm tình viên khuyết đều chết ở kiếm môn Sơn, thực lực của hiếu mang thần tộc suy giảm nghiêm trọng vì thế cũng nhen nhóm ý đồ với hiếu mang thần tộc, phân chia lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc, cướp đoạt địa bàn, tài sản. Hiếu Mang thần tộc sẽ không bị hủy diệt. Chung Nhạc nghĩ bụng, Hiếu Mang thần tộc có được địa vị như hiện nay không phải dựa vào cự phách đại tế tư mà là căn cơ của chủng tộc, vị lão tổ khủng bố kia. Vị lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc sống trên mặt trăng kia mới là đáng sợ nhất, thần tộc Tây Hoang muốn thôn tính Hiếu Mang thần tộc, đó chắc chắn là chuyện không thể, có lẽ còn chịu thiệt lớn. Vị lão tổ đó nếu được tế tự, hồi tỉnh lại chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đông Hoang lúc này cũng là một vùng hỗn loạn, sư Bất Dịch bị lão kiếm thần phá chân thân yêu thần Minh Vương, tin này đã lan truyền. Lưu Hoàng đảo chủ Yên Vân Sinh và Cẩm Tú đảo chủ Tú Thiên thần nhân cơ hội đó truy sát sư Bất Dịch, muốn trừ bỏ hắn, đoạt vị trí yêu vương Đông Hoang. Ba vị cử phách ác chiến liên tục, sư Bất Dịch mỗi lần định chạy về hãm không thành đều bị hai người chặn lại. Hai vị cử phách kia cắm một đao sau lưng sư Bất Dịch, rút một đao, lại đâm một đao khiến sư Bất Dịch gần như không có thời gian trị thương đông đảo các cao tầng kiếm môn tập trung lại, thủy tử an phân tích. Hai vị đảo chủ có lẽ cũng không làm gì được sư bất dịch. Sư bất dịch mưu cao kế sâu, còn có thân tính của hắn, chính là thiên, huyền, địa, hoàng tứ lão. Hơn nữa sư bất dịch chọn đệ tử tuy bình thường nhưng đệ tử cửu thanh sơn của hắn lại cực kỳ trung thành. Có thể nói là kẻ trung thành nhất trong số các đệ tử của hắn. Chắc chắn hắn cũng tới cứu viện. Có thiên huyền địa hoàng tứ lão, cộng với cửu thanh sơn, nếu hai vị đảo chủ không nhanh chóng giết được sư bất dịch thì chắc chắn sẽ thiệt thòi phong vô kỵ rốt cuộc ở đâu vẫn chưa tìm được hắn sao Trung nhạc nhớ tới một chuyện hỏi các cao tầng kiếm môn nhìn nhau rồi lắc đầu phong vô kỵ lấy đi thủ ấn của môn chủ kiếm môn vào lúc trận chiến ở kiếm môn sơn sắp kết thúc thì hắn biến mất tâm mất tích thủ ấn của môn chủ biến mất đương nhiên là chuyện lớn trên dưới kiếm môn tìm kiếm đều là muốn tìm hắn lấy lại thủ ấn nghe nói hắn quay về tây hoang giờ đã trở thành bạch bào tế tư của hiếu mang thần tộc. Thậm chí còn có tin đồn nói hắn có thể sẽ thành đại tế tư. Chỉ là, gần đây Tây Hoang hỗn loạn, không biết tin này có chính xác không? Thủy Tử An nói. Mấy ngày nữa sứ giả ta phái đi sẽ quay về là biết hắn có ở hiếu mang thần tộc không? Quân tư tà nói. Phong vô kỵ lấy đi thủ ấn môn chủ, ta và hắn chắc chắn sẽ phải đấu một trận giành lại thủ ấn. Trung nhạc nhíu mày, trong lòng thấy cổ quái. Phong vô kỵ lấy thủ ấn đi làm gì? Hắn đã là phản đồ, trên dưới nhân tộc đều biết hắn là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, cho dù lấy thủ ấn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đột nhiên tim hắn khẽ rung lên. Phong Vô Kỵ ở Tân Hỏa, cũng có thể vẫn ở kiếm môn. Nếu hắn vẫn ở kiếm môn thì có thể giải thích được việc hắn lấy thủ ấn. Hóa Sinh Huyền Công. Hiển nhiên Phong Vô Kỵ từng tu luyện Hóa Sinh Huyền Công, bản thể là Phong Vô Kỵ, nhưng hắn còn có hai thân phận khác, một trong hai hiển nhiên cũng là người trong kiếm môn, hơn nữa còn tu luyện công pháp của ma tộc Trung Nhạc đã đoán từ lâu, vị cường giả ma đạo mà phương kiếm các gặp ở kiếm môn ma khư chính là hóa thân mà Phong Vô Kỵ dùng hóa sinh huyền công biến thành. Phong Vô Kỵ rời khỏi đại hoang nhưng hóa thân của hắn vẫn ở trong kiếm môn hơn nữa còn cầm thủ ấn môn chủ. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, đại não nhanh chóng suy tính. Thủ ấn của môn chủ không chỉ tượng trưng cho quyền lực của môn chủ mà cũng là một món hồn binh, là chìa khóa để mở ra một số vùng trọng địa trong kiếm môn. Hắn có thủ ấn môn chủ, giao cho hóa thân của mình còn bản thân hắn bỏ đi là để thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó bỏ qua hóa thân của hắn trong kiếm môn. Mà hóa thân của hắn có thủ ấn môn chủ, nhưng lúc kiếm môn đại loạn chưa ổn, sẽ vào trọng địa của kiếm môn. Hóa thân này của hắn chắc chắn không gây chú ý cho mọi người trong kiếm môn, không bị ai nghi ngờ. Kiếm môn ta thanh trừ phản nghịch, có giết, có nhốt, có phế, có trấn áp các luyện khí sĩ tạo phản. Còn hóa thân của hắn chắc chắn bình an vô sự, không bị liên lụy, cũng không bị chú ý. Hóa thân này chắc chắn là người không thể bị nghi ngờ nhất, chắc chắn là người ít gây chú ý nhất, chắc chắn là người có thể có được đủ mọi tin tức. Rốt cuộc hắn là ai? Phong vô kỵ, rốt cuộc hắn muốn lấy thứ gì trong kiếm môn? Thiên tượng lão mẫu biết ta có thân phận khác là Long Nhạc, có thể sẽ không che giấu Phong vô kỵ. Nếu Phong vô kỵ biết ta chính là Long Nhạc, biết ta chính là người đã giết Hiếu sơ tình, tại sao không cho Hiếu mang thần tộc biết? Chung Nhạc không khỏi trao mày, đột nhiên cảm thấy tâm tư của Phong vô kỵ vô cùng phức tạp không hề dễ suy đoán hành động của phong vô kỵ hình như không phải hoàn toàn là suy nghĩ cho hiếu mang thần tộc sau trận chiến với kiếm môn hắn lập tức bỏ chạy chạy về tây hoang việc này có rất nhiều điều kỳ lạ nếu phong vô kỵ là kẻ muốn mượn đau giết người giết âm tình viên quyết giết trưởng lão đại tế tư của hiếu mang thần tộc tự hắn leo lên vị trí đại tế tư thi sao chung nhạc đột nhiên rùng mình cảm thấy da gà nổi trần rần, rần, rần dần dần hiểu ra một số chuyện thời gian kiếm môn nội loạn hiếu âm hiếu viên hiếu tình hiếu khuyết đều chết rất nhanh, căn bản không kịp dùng đồ đằng thần trụ thông báo cho đại tế tư, cũng không thể cho đại tế tư biết lão môn chủ chưa chết. Phong vô kỵ lại có cơ hội đó. Nhưng hắn lại không cho đại tế tư biết điều này, khiến đại tế tư dẫn đại quân hiếu mang thần tộc tiến vào đại hoang, từ đó vì tộc nhân của mình, buộc phải ở lại đại chiến với lão môn chủ, dẫn đến việc hắn chết ở thần chiến chi địa. Còn bốn vị cử phách âm tình viên khuyết của bốn phương thần miếu cũng chết trong kiếm môn. Hiếu mang thần tộc có lẽ vẫn còn cử phách, nhưng ai có thể là đối thủ của Tiên Thiên Thổ Diệu Linh thể như Phong Vô Kỵ? Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng? Chung Nhạc bỗng bừng tỉnh, nghĩ bụng, thì ra kẻ chiến thắng cuối cùng ở đây, thì ra âm mưu của giờ vừa cờ không phải là vị trí môn chủ kiếm môn mà là vị trí đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc. Nguyên nhân hắn mưu hại đại tế tư có lẽ chính là vì quyền thế trong Hiếu Mang thần tộc. Chỉ là, hiện giờ Hiếu Mang thần tộc nguyên khí đại thương, hắn trở thành đại tế tự thì trong thời gian ngắn cũng không thể khiến Hiếu Mang thần tộc trở lại thời kỳ đỉnh phong được. Lúc này, tại Hiếu Mang Thần Miếu ở Hiếu Mang Thần Tộc, Phong Vô Kỵ chậm rãi đi lại trong đại điện rộng lớn, giận dữ nhìn gia nhân ba đầu đang quỳ phía dưới. Phong Vô Kỵ tiến tới bên cạnh thi thể của tuyệt đại nữ tử kia, khẽ quỳ xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng lên khẽ hôn. "Mẹ, con đã trả thù cho mẹ rồi." "Ông ngoại xử chết mẹ, sao con có thể nghe hắn chứ?" "Ha ha ha, con đã hại chết ông ngoại rồi, con mượn tay gia gia giết hắn." "Mẹ yên tâm, sẽ chẳng ai biết được tác dụng khi con ở đây." cũng chẳng ai biết được con đã nỗ lực nhiều thế nào vì ngày hôm nay. Ông ngoại tưởng có thể chơi đùa với con trong lòng bàn tay, gia gia tưởng con là quân cờ trong trận chiến này. Nhưng họ đều đã chết cả rồi. Chỉ có con, con mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Kẻ chiến thắng đứng dậy, pháp bào đại tế tư còn dính vết máu, nhưng lúc này đang khoác trên người hắn. Trong tòa đại điện lạnh lẽo vọng tới tiếng cười của kẻ chiến thắng, tiếng cười đầy ma tính. "Mẹ, con trai của mẹ giờ đã người có quyền lực lớn nhất thống trị vùng đất này." Con không phải tạp chủng như bọn chúng nói. Con là đại tế tư. Chắc mẹ tự hào lắm phải không? Con không những muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này mà còn là chủ nhân của cả thế giới này. Thứ bên dưới kiếm môn rất nhanh thôi sẽ vào tay con. Rất nhanh thôi con sẽ có được thành tựu kẻ khác khó lòng với tới. Con sẽ vượt qua các vị tiền bối nhân tộc, vượt qua phụ thân, vượt qua ông ngoại và gia gia, trở thành thần, trở thành ma. Kiếm môn bộ lão tiên sinh không xuất hiện trong trận đại chiến lúc này tươi cười ra khỏi nội môn tới thượng viện ngoại môn tâm tình khá tốt tính tình vị lão tiên sinh này rất tốt giờ kiếm môn đang chờ ngài phục hưng lão tiên sinh đứng lớp ở thượng viện sau một giờ học tiên sinh không về nội môn mà từ tốn xuống núi khi đi qua hạ viện thì chào tả tương sinh đường chủ nói chuyện phiếm vài câu bộ lão tiên sinh chậm rãi xuống núi nhàn nhã tự tại bộ lão tiên sinh định đi đâu vậy đột nhiên có một giọng nói truyền tới bộ lão tiên sinh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy dưới cây là một vị thiếu niên đứng, chắp tay sau lưng ngẩng lên nhìn trời, dường như đang nhìn thứ gì rất thú vị. Thì ra là Trung Sơn Thị Trung Đường Chủ. Bộ lão tiên sinh cười. Sao ngươi lại ở đây? Ta vốn định đi tìm ngươi. Trấn phong đường các ngươi mấy ngày nay trấn áp không ít phản đồ, nên ta không tới làm phiền. Lần này xuống núi ta định tìm mấy vị linh dược luyện chế linh đan. Trung nhạc thu ánh mắt về. Đúng là trấn áp không ít người, nhưng đều là trấn áp ở ngoại đường. Chúng khó làm nên trò trống gì, không xứng được vào nội đường. Hơn nữa mấy ngày nay đều là cấm nhi sư muội xử lý. Ta thì truyện thụ đại tự tại kiếm khí cho môn chủ. Bồ lão, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ hồi ta mới vào thượng viện, là bồ lão truyền thụ bôn lôi kiếm quyết, giờ nhớ lại thật khiến ta bồi hồi. Bồ lão tiên sinh cũng bồi hồi. Ta năm đó cũng không ngờ ngươi lại có thành tựu như hôm nay. Nhớ lại, hồi đó ngươi còn non nớt lắm, giờ thì đã là trấn phong đường chủ rồi. Ngươi đang nhìn gì thế? Nhìn trời xanh mây trắng. Trung nhạc nói. Ta đang đợi bồ lão. Ta trở thành trấn phong đường chủ cũng không bằng bồ lão. Bồ lão mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Bồ lão tiên sinh khó hiểu. Kẻ chiến thắng cuối cùng gì? Trung nhạc mỉm cười. Thụ ấn môn chủ trong tay ngươi. Hơn nữa ngươi đã trở thành đại tế tư của hiếu mang thần tộc, ngươi không phải kẻ chiến thắng cuối cùng thì còn là ai được nữa. Phong gia tổ tôn ba người đều có tư chất đáng sợ cũng có trí tuệ đáng sợ. Lão môn chủ như vậy, phong hiếu trung cũng vậy, sao ngươi lại không vậy chứ? Bồ lão tiên sinh kinh ngạc, nghi hoặc nói. Trấn phong đường chủ nói gì vậy? Lão phu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì cả? Sau khi ta giải thích thì ngươi sẽ không còn không hiểu nữa thôi. Chung Nhạc mỉm cười. Bồ lão tiên sinh, trong kiếm môn ngươi không có bất cứ sơ hở gì, kẻ không thể bị nghi ngờ chính là ngươi nhưng có một điểm chính là dấu vết, tuy ngươi có chữ lão nhưng tuổi thì không nhiều đúng không? Bồ lão tiên sinh nhíu mày, ý là sao? Tu vi của ngươi mới là thoát thai cảnh, luyện khí sĩ thoát thai cảnh tính tròn lắm thì cũng chỉ có thọ mệnh trăm tuổi đúng không? Cũng có nghĩa là, ngươi cùng lắm cũng chỉ trăm tuổi. Trung Nhạc quan sát kỹ từng thay đổi trong nét mặt bồ lão tiên sinh, phong hiếu trung bị trấn áp trăm năm, trong thời gian bị trấn áp này đương nhiên thể sinh ra phong vô kỵ, cũng có nghĩa là phong vô kỵ cũng gần trăm tuổi bộ lão tiên sinh đi theo môn chủ từ bao giờ? Chắc cũng không quá trăm năm. Ngươi nhìn già như vậy khiến mọi người nghĩ ngươi đã theo lão môn chủ cả đời, nhưng thật ra cùng lắm cũng chỉ mấy chục năm. Sắc mặt bộ lão tiên sinh ảm đạm, nhớ lại tình cảm chủ tớ, thở dài. Ta theo lão môn chủ đã hơn 50 năm rồi. Môn chủ qua đời, thời gian này ta cũng không thoải mái gì, vẫn luôn muốn đi theo ngài. Nhưng người chết đã chết, lão phủ đành dùng thân báo đáp kiếm môn, cũng là báo đáp ơn tri ngộ của ngài còn ngươi nói ta là phong vô kỵ thì đúng là đùa rồi. Phong vô kỵ là phong vô kỵ, ta là ta, sao lại gộp lại được? Mấy ngày nay ta đã điều tra thông tin về phong vô kỵ. Phong vô kỵ là nhân vật lớn, để lại rất nhiều manh mối, nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi vào kiếm môn sớm hơn hắn 36 năm, nhưng lại là tốc độ tu luyện của thiên sinh thổ diệu linh thể hắn lại không nhanh, sau 36 năm mới tu luyện tới nguyên đan cảnh. chung nhạc sắc mặt cổ quái. Mà thời gian hắn dành cho nguyên đan cảnh dài hơn bất cứ linh thể nào khác. Ta biết nguyên nhân tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy, vì hắn không chỉ tu luyện bản thân hắn mà còn tu luyện hai hóa thân. Phân tâm nhiều thì tu vi tiến triển chậm. Một hóa thân của hắn chính là ngươi. Bộ lão tiên sinh nhíu mày. Chung đường chủ, ngươi càng nói càng vô lý rồi. Hóa thân gì chứ? Còn có loại huyền công đó sao? Sao lại không có? Hóa sinh huyền công ta hiểu, ta cũng biết. Chung nhạc cười khẩy. Hơn nữa ta từng thấy hóa sinh huyền công ở hiếu sơ sơn có thể thấy Hiếu Mang thần tộc đúng là có môn công pháp này. Ngươi tu luyện môn công pháp này, tu thành hóa thân, hóa thành bộ dạng Bồ lão tiên sinh, cố ý tiếp cận môn chủ, được môn chủ thu nhận." Bồ lão tiên sinh nói. "Môn chủ thấy ta đáng thương nên thu nhận, truyền thụ công pháp cho ta. Ta tu thành được luyện khí sĩ cũng là nhờ môn chủ." "Suy đoán của ngươi quá hoang đường. Chung đường chủ, ngươi quá mệt rồi, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi." Chung Nhạc tiếp tục. "Đáng tiếc" môn chủ cũng không biết thế gian có loại huyền công như vậy, không nhận ra chân tướng của ngươi. Ngươi ở bên cạnh môn chủ, rất nhiều bí mật đều không giấu được ngươi. Người ngoài thì thấy ngươi là thân tín duy nhất của môn chủ. Nhưng một năm trước khi môn chủ Lâm chung đã từng triệu kiến ta, cấm nhi sư muội, phong xấu trúc trưởng lão và thủy tử an trưởng lão bàn chuyện. Đều là điều ngươi đi chỗ khác, không để ngươi theo cùng. Rõ ràng lão môn chủ cũng không tin ngươi. Bồ lão tiên sinh cho mày. Ta tu vi thấp kém, nếu bị ngu đại trưởng lão bắt, chưa biết chừng sẽ để lộ tin gì đó. Không để ta biết cũng là muốn tốt cho ta. Trung nhạc cười khẩy. Vậy ta hỏi ngươi, sau khi di thể môn chủ trở về, ngươi không hề xuất hiện, ngươi đang ở đâu? Ngươi là tùy tùng của lão môn chủ, người thân cận nhất với ngài, người không khiến người ta nghi ngờ nhất, theo lý mà nói lão môn chủ hạ tán thì ngươi không thể không xuất hiện. Nhưng ngươi lại không xuất hiện. Ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, chắc là ngươi cầm môn chủ thụ ấn đi tìm bảo tàng gì đó của kiếm môn ta đúng không? Bộ lão tiên sinh càng thêm cho mày, trầm mặt không nói. Ngươi tìm bảo tàng xong mới xuất hiện, nhưng môn chủ đã an táng, hơn nữa ngươi là người không gây chú ý nhất, sau khi xuất hiện thì như không có chuyện gì, vẫn tới thượng viện đứng lớp dậy. Trung nhạc thở dài. Ngươi không hề có vẻ bi thương, lão môn chủ tốt xấu gì cũng là gia gia của ngươi, ngươi không có chút tình cảm nào sao? Bộ lão tiên sinh nhắm mắt, rồi lại mở ra, nói. Trung đường chủ, đó đều là những suy đoán của ngươi, ngươi chẳng có chứng cứ gì cả. Mở nguyên thần bí cảnh của ngươi ra xem, không phải sẽ có chứng cứ sao? Chung Nhạc nghiêm mặt. Nếu nguyên thần bí cảnh của ngươi không có thứ gì thì ta xin dập đầu tạ tội. Không cần thiết phải làm như vậy. Bồ lão tiên sinh lắc đầu. Chung Nhạc lộ vẻ thất vọng, hạ giọng. Quả nhiên là ngươi. Bồ lão tiên sinh liền tỉnh ngộ, bật cười. Trung đường chủ, ngươi gài bẫy ta, quả nhiên là giảo hoạt nếu ta mở nguyên thần bí cảnh thì không phải chứng minh tu vi thực sự của ta không phải thoát thai cảnh. Đúng là tính toán hay, bị ngươi dò ra cảnh giới tu vi thật sự rồi. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh còn chưa mở được nguyên thần bí cảnh. Chỉ khi tu luyện tới khai luân cảnh mới có nguyên thần bí cảnh. Mà phản ứng đầu tiên của bộ lão tiên sinh không phải không mở bí cảnh mà là không cần thiết, lập tức lộ sơ hở. Vừa rồi đúng là Trung Nhạc không có chứng cứ chứng minh những điều đó, nhưng phản ứng của bộ lão tiên sinh đã giúp Trung Nhạc có bằng chứng bộ lão tiên sinh nói chung nhạc giảo hoạt không phải không có lý chung nhạc nhẹ nhàng nói ta có chút khó hiểu tại sao ngươi không để lộ việc ta chính là long nhạc còn mời đại tế tư giải thích những điều khó hiểu cho ta thật ra ta cũng có thể coi là một nửa sư phụ của ngươi đúng không bộ lão tiên sinh đột nhiên cười năm đó ngươi nghe ta giảng giải lập tức lĩnh ngộ có được chân truyền của bôn lôi kiếm quyết trong lòng ta đã vô cùng kinh ngạc và thấy vô cùng may mắn sau đó ta thấy ngươi có thành tựu như hiện giờ thậm chí còn lừa cho con đại sư tử kia chạy tuế khối, khiến một kẻ làm thấy như ta cũng vui mừng. Mỗi bước trưởng thành của ngươi ta đều thấy cả, ta biết rõ sau này ngươi có thể sẽ thành kẻ uy hiếp lớn tới ta, nhưng vẫn không kìm được mừng cho ngươi, không muốn ngươi cứ vậy mà chết. Ta rất muốn thấy ngươi trưởng thành từng bước, từng bước chấn kinh thiên hạ. Thành tựu của ngươi cũng như thành tựu của ta, đây có lẽ là điều dằn xé nhất của kẻ làm thầy. Trung nhạc sắc mặt phức tạp. Quan trọng nhất là ta không thể uy hiếp tới ngươi, đúng không? Ngươi còn có thể khiến thần sứ của Đông Hoang đau đầu, ta rất mừng. Bồ lão tiên sinh nói. Đáng tiếc giờ ngươi đã uy hiếp tới ta được rồi. Năm đó trong kiếm môn ma khư, ngươi biết tại sao chỉ có ngươi dẫn mười mấy người thoát ra không? Đó là vì ta coi trọng ngươi nên mới không dốc hết sức giết ngươi, nếu không sao ngươi thoát được. Không ngờ chính chút thương tiếc đó trở thành sai lầm của ngày hôm nay. Trung Sơn Thị, ngươi rất giỏi. Trong kiếm môn ma khư năm đó, chỉ có Trung Nhạc dẫn đệ tử môn hạ của bồ lão tiên sinh chạy thoát khi đó tình hình nguy hiểm, sau khi thoát ra cao tầng kiếm môn cũng rất chấn kinh, nghi ngờ trong số họ có thiên tượng lão mẫu nên đã phải ra soát một khoảng thời gian. Giờ nghĩ lại, chắc chắn chính là do bộ lão tiên sinh cố tình. Trung nhạc thở dài. Giờ ngươi đã trở thành đại tế tư hiếu mang thần tộc, địa vị trí cao vô thương, có ai ngờ được mọi thứ đều là do ngươi âm mưu, ngươi mới là kẻ chiến thắng cuối cùng chứ. Ngươi biết. Bộ lão tiên sinh tán thưởng. Ta vốn nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu được hành động của ta, nhưng có ngươi thưởng thức tác phẩm của ta, ta rất vui. Trung nhạc tò mò. Ngươi lấy thứ gì của kiếm môn? Chắc chắn thứ đó vô cùng quan trọng. Nếu không ngươi không thể nào để lại thù ấn của môn chủ, thậm chí để hóa thân ma đạo của mình mạo hiểm. Bộ lão tiên sinh nhàn nhã nói. Cái này thì ngươi không cần phải biết. Tuy ngươi thông minh nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là một mình tới ngăn cản ta. Ngươi phải biết rằng, tuy ta là hóa thân nguyên thần của bản thể nhưng thực lực của ta không tầm thường lần đó phương kiếm các cũng không giữ chân ta được chung nhạc gật đầu ta có nghĩ tới điều này vì thế ta không một mình tới đây môn chủ nói nàng ấy muốn đích thân lấy lại thủ ấn từ tay ngươi nên ta đã mời nàng ấy cùng tới môn chủ mời môn chủ quân tư tà bộ lão tiên sinh biến sắc nhìn quanh nhưng không biết rốt cuộc quân tư tà ở đâu lúc này đột nhiên có tiếng đàn vang lên tiếng đàn mơ hồ phiêu hốt giống như từ thiên ngoại vọng tới từ nơi cao không thể với tới vọng lại bộ lão tiên sinh hét lớn một tiếng, thân hình biến thành một đạo ma quang bay lên trời. Hắn đúng là cường đại, tuy chỉ là hóa thân nhưng cũng có bốn phần thực lực của bản thể. Dù sao, bản thể của bộ lão tiên sinh cũng là cự phách như phong vô kỵ, bốn phần thực lực của hắn, trong số các cự đầu pháp thiên cảnh cũng là nhất nhì rồi. Khi vừa bay lên, bồ lão tiên sinh dậm chân xuống, ma đạo thần thông ầm ầm lao về hướng chung nhạc. Hắn biết quân tư tà mà ra tay thì hắn khó lòng thoát được, nhưng nếu chung nhạc gặp nguy hiểm thì quân tư tà không thể không cứu nếu quân tư tà ra tay cứu chung nhạc thì cho hắn có cơ hội chạy thoát chung nhạc đưa tay kéo tấm da quỳ long trong nguyên thần bí cảnh ra khoác lên ngươi bình một tiếng nổ lớn thần thông ma đạo đánh lên tấm da quỳ long xâm thực tấm da khiến ánh sáng trên đó tối lại nhưng chung nhạc bên dưới thì không gặp vấn đề gì khi bộ lão tiên sinh bay lên tiếng cầm âm trở nên gấp gáp, rồi thấy bộ lão tiên sinh trên không trung đột nhiên vỡ tan giống như bị kiếm khí vô hình chém qua thành vô số mảnh Tiếng đàn càng ngày càng cao, đột nhiên có lửa bùng cháy rừng rực. Trong ánh lửa, kiếm tựa rồng biến hóa vô cùng, thiêu rụi mảnh vỡ thi thể trong lửa. Tiếng đàn bỗng trở nên hiền hòa, vụn xương bay tứ tán, rồi tiếng đàn biến thành nước, thủy kiếm khí dội qua, cuốn đi tất cả mọi thứ. Ma đạo công pháp của Bồ lão tiên sinh vô cùng quỷ dị, có thể biến thành ma khí, cho dù chém nhục thân của hắn cũng chưa chắc đã giết được hắn. Vì thế tiếng đàn kia chém nhục thân hắn xong dùng thủy, hỏa tiêu diệt nguyên thần của hắn rồi mới thu tiếng đàn về. Trung Nhạc thầm thở dài, ngẩng lên thì thấy nguyên thần của Bồ lão tiên sinh đã bị hủy diệt, nguyên thần bí cảnh cũng đã vỡ vụn, nhưng trong nguyên thần bí cảnh đã vỡ có hai món đồ không bị kiếm khí tiếng đàn kia hủy hoại. Một trong hai là thủ ấn môn chủ kiếm môn. Món đồ còn lại thì khiến chung Nhạc trung lên, kêu lên thất thanh. Sao lại là nó? Bên cạnh thủ ấn môn chủ là một cái lồng. Cái lồng này vô cùng tinh xảo, có tất cả chín cái trụ chụp từ trên xuống, phản chiếu ánh trăng, nhìn từ xa giống như hình giọt nước. Trên chiếc lồng hình dọc nước này có các đồ đằng văn, các loại đồ đằng văn bao phủ, nhìn kỹ thì đều là thân rồng đầu ngao, trong mồm có hoa văn hình mặt trăng. Trên đó còn dán một miếng phù văn dùng để phong ấn, phong ấn là hình tam thiên cẩu vây quanh mặt trăng, vô cùng huyền diệu. Đây đều không phải thứ khiến chung nhạc phải thất thanh kêu lên. Thứ khiến hắn chấn kinh chính là thứ mà chiếc lồng phong ấn. Chính giữa chiếc lồng là một cái tế đàn nho nhỏ, có lẽ là một phần của một tế đàn lớn. Chính giữa tế đàn là một cái ngọc trì chỉ nhỏ bằng chiếc chậu rửa mặt, trong ngọc trì có dị tượng bay lượn, bay quanh một cây hoa sen. Cây hoa sen này đã nở rộ. Mặt trời trăng sao bay quanh cây sen đó, vân khí mờ mịt, núi non xuất hiện trong mây mù, các loại thần linh ma linh dị tượng đầy cổ quái xuất hiện rồi biến mất trong đó, cũng là lẫn vẫn quanh cây hoa sen nở rộ kia. Thánh linh. Khóe mắt chung nhạc co giật, lẩm nhẩm. Bồ lão tiên sinh lại lấy đi một cây thánh linh từ trong trọng địa của kiếm môn. Thánh linh là linh đã siêu thần nhập thánh, cường đại hơn thần linh trong hắc sơn bí cảnh bên dưới hãm không thành ở đông hoang chung nhạc đã tình cờ được thấy thánh linh mà yêu thần minh vương trấn thủ cũng là một cây hoa sen hắn còn lấy linh tương được luyện thành từ nghìn thần nghìn ma có được ích lợi rất lớn cũng vì thế bị thánh linh truy sát suýt nữa đã chết tại nơi đó nhưng câu thánh linh dưới hãm không thành chưa trưởng thành hoa còn chưa nở còn cây mà bồ lão tiên sinh đem ra ngoài đã trưởng thành rồi thánh linh khi chưa từng được tế tự tế luyện thì có thực lực ngang ngửa thần ma cho dù là chân thân phong vô kỵ tới thì cũng không lấy được nó, huống hồ là bồ lão tiên sinh. Sao hắn có thể lấy được cây thánh linh này chứ? Trung nhạc quan sát cái lồng hình dọc nước và phù văn, thầm nghĩ. Cái lồng này lan tỏa thần uy, trên đó phủ đầy dấu ấn của thần, tấm phù văn này cũng là tác phẩm của thần ma. Bồ lão tiên sinh dùng thứ bảo bối chuyên phong ấn này để phong ấn cả thánh linh lẫn tế đàn. Chỉ e người giao cho hắn bảo vật này không phải hiếu sơ thương sơn mà là vị thần linh hiếu mang thần tộc trên mặt trăng kia trên không trung vọng tới tiếng của quân tư tà trấn phong đường chủ lấy thủ ấn môn chủ trở về kiếm môn gặp ta nàng không rời khỏi kiếm môn kim đỉnh vừa rồi giết bồ lão tiên sinh thật ra là nàng đánh đàn trong kim đỉnh một khúc nhạc giết chết bồ lão tiên sinh những ngày này chung nhạc truyền thụ cho nàng đại tự tại kiếm khí tu vi quân tư tà đã ngày một tinh thâm chung nhạc nhạc thủ ấn môn chủ lên tất cái lồng hình giọt nước kia vào nguyên thần bí cảnh đi về kiếm môn nhạc tiểu tử thánh linh không còn nữa rồi đột nhiên tân hỏa nói không còn nữa chung nhạc chán nản bông hoa sen đó rõ ràng ở đây thánh linh sống trong hoa sen hoa sen tương đương như bọc ối hấp thụ linh của thần ma khác biến thành linh tương nuôi dưỡng thánh linh khi hoa nở thánh linh trưởng thành có lẽ thánh linh trong bông hoa này đã rời khỏi khi hoa nở thánh linh thật sự có lẽ đã bị lấy đi chỉ còn lại bông hoa thôi bị lấy đi chung nhạc cho mày nghĩ ngợi kẻ nào có thể vào kiếm môn tìm thánh linh lấy nó đi mà thần không biết quỷ không hay. Bồ lão tiên sinh là hóa thân thứ hai của phong vô kỵ, chắc chắn phong vô kỵ cũng không biết thánh linh thật sự như thế nào, vì thế mang tới phong ấn của lão tổ tông hiếu mang thần tộc nhưng kết quả chỉ lấy được cây hoa sen còn thánh linh thật sự thì bị kẻ khác lấy mất trước rồi. Từ dấu vết của cây hoa sen này thì có lẽ mới nở không lâu. Chắc không quá 20 ngày. Kẻ lấy đi thánh linh có lẽ xuống lòng đất kiếm môn trong vòng 20 ngày trước. Tân hỏa quan sát kỹ lưỡng hắn ta chắc chắn biết chính xác thời gian trưởng thành của thánh linh, vừa tới lúc là xuống lòng đất kiếm môn lấy đi thánh linh, để người khác không lấy được. 20 ngày trước, chung nhạc hơi rung lên. Khi đó là một ngày trước khi kiếm môn nội loạn. Sau đó nội loạn bùng phát, lão môn chủ dẹp loạn, phong vô kỵ rời khỏi, bồ lão tiên sinh nhân lúc đó xuống lòng đất. Nhưng chắc hắn chỉ mấy ngày trước mới tìm được tế đàn và hoa sen. Cũng có nghĩa là trước khi hắn tìm được thì thánh linh đã bị lấy đi rồi nhưng kẻ đó sao trà trộn được vào kiếm môn? Có tứ minh thú canh giữ đại hoang, nếu có tuyệt đại cường giả vào đại hoang chắc chắn chúng sẽ phát hiện được. Qua mắt được tứ minh thú đã đành, sao hắn có thể vào được lòng đất kiếm môn? Đêm trước nội loạn, các chúng tộc khác muốn vô thanh vô tức đột nhập kiếm môn là không thể. Vì khi đó kiếm môn phòng thủ nghiêm ngặt chưa từng có. Trà trộn vào kiếm môn là không thể, vậy hắn ta sao có thể xuống lòng đất dưới kiếm môn? Nếu hắn vào lòng đất kiếm môn từ bên ngoài thì sao? Tân Hỏa suy nghĩ. Dưới lòng đất còn có một đường thông đạo, đó chính là ma hồn cấm khu. Từ ma hồn cấm khu tới dưới quả tim đó, phía trên chính là vị trí của tế đàn và thánh linh. Kẻ đó chưa biết chừng đã đi đường đó, như vậy mới tránh được sự tra xét của cự phách như lão môn chủ. Là mặt hồ trong ma hồn cấm khu mà ta rời đi. Mặt hồ đó phong ấn lỏng lẻo, hắn từ đó vào cấm khu. Trung nhạc mắt sáng trưng, nhưng có phần không tin nổi, lắc đầu nói. Ma hồn và thú thần thi cốt trong ma hồn cấm khu rất mạnh, hắn có thể tới được quả tim rồi phá vỡ vách để lên trên tìm thánh linh sao? Huống hồ thánh linh trưởng thành không hề thua kém thần ma, hắn lấy thánh linh đi được sao? Tân hỏa cũng sầu não, suy nghĩ mãi không hiểu được. Dưới lòng đất kiếm môn có thánh linh, có lẽ không nhiều người biết được. Cả kiếm môn thì chắc cũng chỉ chung nhạc và lão môn chủ đã qua đời là biết qua loa. Thiên tượng lão mẫu chắc cũng biết một chút manh mối, còn có phong vô kỵ cũng biết. Việc này cực ít người biết, nhưng có kẻ lại biết chính xác thời gian trưởng thành của thánh linh đoán chuẩn thời gian để tới thánh linh vừa trưởng thành là lập tức lấy đi thực sự là thần kỳ quá cổ quái giờ thánh linh bị lấy đi còn lại tế đàn và bông hoa sen thì có tác dụng gì chung nhạc thất vọng tân hỏa cười vậy thì ngươi sai rồi ta chắc chắn sẽ lấy hoa sen mà không cần thánh linh thánh linh được tạo ra từ linh của nghìn thần nghìn ma nghìn thần nghìn ma bị giết chết chính là để nuôi dưỡng cây thánh linh này Oán niệm của nghìn thần nghìn ma sẽ nặng tới mức nào? Lời nguyền có thể giết chết thần. Thánh linh đúng là rất mạnh nhưng ẩn chứa lời nguyền rủ từ oán niệm của nghìn thần nghìn ma, khó lòng hóa giải, luyện khí sĩ bình thường chạm vào là chết. Còn hoa sen là nơi nuôi dưỡng thánh linh, tuy không bằng thánh linh nhưng không có oán niệm, có thể nói là thánh dược, cũng là thần bi. Là thánh dược cũng là thần binh. Chung nhạc thượng người, tân hỏa đúng là có từng nói trong thánh linh chứa quá nhiều oán niệm và lời nguyền, bảo Chung nhạc hắn đừng nhầm vào thánh linh. Nhưng Tân Hỏa nói cây hoa sen kia là thánh dược cũng là thần binh thì hắn không hiểu. Dưới Đại Hắc Sơn hồi đó, cây thánh linh chưa xuất thế kia chính là dùng hoa sen làm vỏ xác truy sát ngươi, rễ hoa sen xuyên qua không gian, nói nó là thần binh không khoa trương chứ. Tân Hỏa đắc ý cười. Nhưng tác dụng lớn nhất của món thần binh này chính là ăn. Không phải cho ngươi ăn mà là cho nguyên thần của ngươi ăn. Chắc chắn sẽ đại bổ, bổ đến mức ngươi thất khiếu chảy máu. Chung Nhạc giật mình. Thất khiếu chảy máu. Tân Hỏa trong cây hoa sen này có phải vẫn có oán niệm của thần ma? Ta chỉ hình dung tác dụng của nó thôi, đừng sợ. Tân Hỏa vội giải thích. Nếu đã là thánh dược bổ dưỡng cho nguyên thần thì đương nhiên không phải tầm thường, khả năng tư bổ đương nhiên rất mạnh. Ngươi muốn nhanh chóng luyện hóa hóa sinh huyền công, tu luyện thành nguyên đan thứ hai thứ ba, luyện thành nguyên thần thứ hai thứ ba thì phải dựa vào tác dụng của cây thánh dược này. Nếu không ngươi chỉ được như phong vô kỵ, mất mấy chục năm mới luyện thành hóa sinh huyền công ngươi chắc chắn bên trong nó không có oán niệm của thần ma chứ chung nhạc có chút do dự không có tuyệt đối không có tân hỏa đảm bảo vỗ mạnh lên ngực nói ngươi yên tâm cho dù có oán niệm thần ma thì cũng cực kỳ ít chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi chung nhạc cứ có cảm giác lời hắn nói không được thực cho lắm nhưng hóa sinh huyền công có sức hút không hề nhỏ nguyên đăng thứ hai thứ ba nguyên thần thứ hai thứ ba đủ để khiến hắn mạo hiểm gỡ tấm phù văn kia xuống là có thể lấy hoa sen dùng dược lực của thánh dược, nguyên thần của ta có thể nâng cao tới mức nào đây? Tiên Chung Nhạc đập thình thịch. Khi đi qua vực núi, Chung Nhạc nhìn xuống thì thấy huyết nhục bám trên vách núi đã rút đi không ít. Trên vách núi xuất hiện nhiều đồ đằng văn viễn cổ hơn. Huyết nhục đã rút đi không ít có nghĩa là phong xấu trúc trưởng lão đã đánh tan không ít ma hồn và xương cốt thú thần trong ma hồn cấm khu. Không biết lão nhân gia có khỏe mạnh trở về được không? Trong ma hồn cấm khu, phong xấu trúc chắc chắn sẽ bị ma hồn và xương thú thần tấn công chắc chắn sẽ là những đợt công kích liên tục không ngừng nghỉ. Sau khi phong xấu Trúc vào trong là lập tức phải liều mạng chiến đấu tới khi kiệt sức. 19 ngày qua rồi, cho dù là phong xấu Trúc thời tráng niên cũng chưa chắc đã kiên trì được tới giờ, huống hồ lão đã già. 20 ngày trước, kẻ đó từ ma hồn cấm khu xuống lòng đất kiếm môn, lấy đi thánh linh. Còn phong xấu trúc trưởng lão vào ma hồn Tấm khu từ 19 ngày trước. Trung nhạc đột nhiên mắt sáng trưng, hơi thở trở nên gấp gáp. Nếu hắn ở dưới lòng đất kiếm môn chậm rễ một thời gian, không biết có từng đụng mặt phong xấu trúc trưởng lão không nhưng dù có gặp thì lâu như vậy rồi chỉ e phong trưởng lão đã gặp bất trắc phong trưởng lão liệu có thể không chết không trung nhạc đứng bên bờ vực do dự mãi không tới kim đỉnh đột nhiên nghiến răng vào nội môn gọi một đệ tử tới giao thủ ấn môn chủ cho hắn lệnh cho hắn giao cho quân tư tà rồi trung nhạc tới bên vực thẳm tân hỏa chúng ta vào ma hồn cấm khu lần nữa trung nhạc nhúng người nhảy xuống vực Xuyên qua tầng phong ấn chỉ vào không có ra, sải bước vào sâu trong cấm khu. Cái nơi khỉ ho cò gáy tổ tinh này lại có nhiều việc thú vị như thế này. Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm mãn cổ nguyên, đứng trên trán hắn phấn khích nói. Chung Nhạc thận trọng tiến từng bước vào trong trung tâm diệt thế ma hỏa. Tuy hắn từng đến đây một lần nhưng vẫn không dám có bất cứ sự lơ là nào. Ma hồn cấm khu thật sự quá nguy hiểm. Lần trước tới đây hắn đã phát hiện, ma hồn đang tích tụ năng lượng để phá cấm khu này khi ấy ma hồn không phát hiện ra hắn chỉ thi ma và nhãn ma phát hiện ra hắn nhãn ma đã dẫn động một bộ xương trắng thú thần suýt nữa đã giết hắn những bộ xương đó là tọa kỵ của thần ma đã chết ở đây thật ra chính là yêu thần thần của yêu tộc khi đó địa vị của yêu tộc không bằng nhân tộc cho dù thành thần cũng chỉ làm tọa kỵ của các thần ma địa vị rất thấp thậm chí có những thần ma địa vị cao đều móc nội đan của yêu thần làm món ăn bày trên bàn tiệc sau đó yêu thần xuất hiện yêu hoàng giỏi giang dẫn dắt yêu tộc phản kháng mới nâng cao được địa vị của yêu tộc trong tòa cấm khu này chỉ có một bộ thú thần thi cốt truy sát chung nhạc nhưng căn cứ số quan quách của thần ma ở đây nếu một thần một tọa kỵ thì cũng phải có hai tới ba nghìn yêu thần bồi tán cộng với quan quách của thần ma ở đây phải có bốn năm nghìn cường giả cấp thần các đời môn chủ kiếm môn vào ma hồn cấm khu là để loại bỏ sức mạnh tích tụ của bốn năm nghìn thần ma yêu tại nơi này để đảm bảo chúng không phá được cấm khu gây họa cho kiếm môn và đại hoang tàng hồn tàn thi của những thần, ma, yêu này lúc nào cũng muốn tìm được linh của mình, vì thế sẽ gây bạo loạn, mỗi 10 năm lại chiếm đoạt huyết nhục, linh hồn từ sinh linh khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Nếu không trừ bỏ năng lượng tích lũy của chúng, chúng mà phá được ma hồn cấm khu, thần thi ma thi trong đống quan quách kia mà xuất thế thì đó chính là đại họa. Muốn làm được thì cần các đời môn chủ dùng tính mạng để đổi lấy. Trung nhạc trên đường tới đây không gặp phải sinh vật quỷ dị trong cấm khu thi ma, thi xe. Chắc hẳn đều bị phong xấu trúc tiêu diệt rồi thực lực của chúng không mạnh, cũng chỉ tương đương luyện khí sĩ phổ thông, căn bản không thể nào chống lại được uy năng của phong sấu trúc. Thật sự lợi hại chính là, đám thi ma thi xe đó đều là một phần của thú thần thi cốt. Thú thần thi cốt không có huyết nhục, thi ma thi xe tạo thành huyết nhục của chúng, giúp chúng có thể phát huy sức mạnh của nhục thân yêu thần. Ma hồn cấm khu là nơi mai táng thần, ma, yêu. Nói là cấm khu, mộ huyệt nhưng thật ra là một nơi phong ấn. Phong ấn đám thần, ma, yêu kia. Chúng bị nhốt ở đây, phong ấn giống như một nửa quả cầu úp xuống chung nhạc nhớ kỹ lại những gì đã được thấy tại hắc sơn nghĩ bụng nửa quả cầu này là phong ấn rộng đến nghìn dặm trên đó lại có một không gian phong ấn khác bên trong phong ấn là linh của những thần ma kia mà không gian phong ấn là hình cầu độc lập bên ngoài cấm khu còn tế đàn là không gian phong ấn thứ ba trên không gian hình cầu này cũng là một không gian độc lập khác từ cấm khu của kiến môn tới tế đàn phải vượt qua ba tầng phong ấn ngay tàn hồn của thần ma ở đây cũng không thể đột phá được ba tầng phong ấn. Kẻ đã lấy đi thanh linh làm thế nào để phá giải ba tầng phong ấn chứ? Hóa thân của Phong Vô Kỵ là Bồ lão tiên sinh, vào trong sơn thể từ trên kiếm môn sơn, tìm được không gian có tế đàn, đi con đường khác với kẻ đã lấy cấp thánh linh. Theo những gì trung nhạc đã trải qua dưới Hắc Sơn, bên trong kiếm môn chắc cũng có một vị thần nhân tương tự Yêu thần Minh Vương, phụ trách trấn thủ ngôi mộ tán này. Yêu thần Minh Vương thật ra là người canh mộ Hắc Sơn. Trong kiếm môn son chắc cũng có một vị canh mộ đã chết, tu vi thực lực của hắn có lẽ tương đương yêu thần Minh Vương. Tim chung nhạc trùng xuống, chiến đấu với tần suất ác liệt như vậy không hề nghỉ ngơi, đừng nói một vị lão nhân, cho dù là thanh niên trai tráng cũng không chịu nổi. Nhưng phong xấu trúc lại kiên trì được, hơn nữa vẫn còn đang tiến lên phía trước, trừ bỏ đám thú thần thi cốt, làm tiêu giảm năng lượng của cấm khu. Trung nhạc trên đường không gặp bất cứ thi ma, thi xe hay nhãn ma nào. Chắc hẳn đều bị phong xấu trúc tiêu diệt rồi, thi cốt của các vị môn chủ khác cũng được hắn tất vào nguyên thần bí cảnh. một lúc lâu sau, cuối cùng trung nhạc cũng tới trung tâm cấm khu, cũng là chính trung tâm dưới lòng đất kiếm môn. trong sơn động rộng lớn, vô số sợi huyết quản khổng lồ xuyên qua bốn bề vách thịt, giống như những đường thông đạo nối liền mọi nơi, cố định quả tim khổng lồ kia ở giữa không gian. quả tim đó đập chậm rãi mà mạnh mẽ, nhưng thi ma, thi xe trên huyết quản đều đã biến mất. nhãn ma trên không trung cũng không còn lại nhiều nữa. nhãn ma ít ỏi hơi xuất tu trong không gian chỉ còn vài trăm cái điều khiến chung nhạc thấy lạ đó là lần trước hắn tới đây không trung còn có các lá cờ lan tỏa thần uy nhưng giờ cờ đều đã biến mất đột nhiên một cái nhãn ma phát hiện chung nhạc nó mở ra phát ra tiếng kêu chói tai rồi vô số những quả nhãn cầu khác vù vù bay tới đối với nhau giống như một đám mây đen ập về phía chung nhạc tất cả nhãn ma đều mở mắt con mắt đỏ rực như thép nóng trên lửa bắn vô số tia sáng về phía chung nhạc chỉ còn lại số nhãn ma này sao chung nhạc ngẩng lên mở hai mắt bắt ra tinh quang hai chùm sáng một màu kim một màu trắng bắn lên không trung, phục phục phục, tiêu diệt đám nhãn ma kia. Máu từ trên trời rơi xuống như mưa, toàn bộ nhãn ma bị âm dương nhị khí hủy diệt. Nếu là trước kia gặp phải đám nhãn ma này thì Trung Nhạc chắc chắn sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng giờ hắn đã là một trong những luyện khí sĩ mạnh nhất trong cảnh giới linh thể cảnh, ứng phó đám nhãn ma này không thành vấn đề. Hơn nữa số nhãn ma này uy lực mạnh nhất là khi ký sinh trên thú thần thi cốt. Giờ không có thú thần thi cốt thì thực lực của chúng sẽ giảm mạnh. Trung nhạc nhìn quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cúi xuống thì đột nhiên thở dài, nước mắt rơi. Phía dưới, đến mấy nghìn cổ quan quách đứng sừng sững. Quan tài đen cao tới nghìn trượng, bên dưới la liệt thú thần thi cốt, các loại xương thú thần chất thành núi, đám thú thần thi cốt bị phong xấu trúc tiêu diệt có lẽ đều được chuyển tới đây. Trong số các cổ quan tài đen kia là thi thân của thần ma, ma hồn chính là tàn hồn còn lại trong số thi thân thần ma này. Lúc này, vị trí của đám quan quách khác với vị trí vào lần trước chung nhạc tới chúng xếp thành các vòng tròn từ to tới nhỏ, lồng vào nhau. Chung nhạc nheo mắt nhìn, thấy có một bộ xương đứng thẳng chống kiếm đứng trong vòng vây của các cổ quan tài. Phong xấu trúc đã chết trong trận chiến rồi. Ma hồn cấm khu yên tĩnh như vậy có liên quan tới lão đã liều chết huyết chiến. Vị trưởng lão này bị quan quách bao vây tại đây. Chắc hẳn ma hồn từ trong quan quách tràn ra vây khốn phong xấu trúc trong vòng vây đại trận. Giống như các môn chủ đã chết ở đây, huyết nhục của phong xấu trúc đều bị cấm khu thôn vệ, chỉ còn lại xương trắng. Trung nhạc từ xa bái lại, tế bằng vũ kim kiếm đáp xuống, định để kim kiếm xuống lòng đất bên dưới thi cốt của phong sấu trúc để đưa đi. Nhạc tiểu tử, khoan đã. Tân hỏa đột nhiên căng thẳng, nói. Thực lực phong sấu trúc không đủ, không loại bỏ được hoàn toàn sức mạnh của đám ma hồn này. Nếu ngươi vận chuyển thi cốt của hắn đi chắc chắn sẽ kinh động tới ma hồn. Ma hồn tỉnh lại thì ngươi sẽ nguy đấy. Trung nhạc cầm chắc bằng vũ kim kiếm, lấy cây đèn đồng trong nguyên thần bí cảnh ra, thú thần nội đang trong mi tâm cũng bay ra, nói, thi cốt của phong trưởng lão không thể chôn tại đây. Dù thế nào ta cũng phải mời ngài ra khỏi tấm khu, cùng hậu tán với các môn chủ khác. Tân Hỏa nhắc nhở, thú thần nội đan của ngươi chỉ còn lại một nửa, nếu tiếp tục dùng tới, e là nó sẽ cạn kiệt. Thú thần nội đan, nó có thể sánh được với thi cốt các đời môn chủ kiếm môn sao? Chung Nhạc điều khiển bằng vũ kim kiếm bay xuống nhẹ tựa lông hồng, tới chính giữa các cổ quan quách, đáp xuống bên cạnh thi cốt của phong xấu trúc, giống như một con thuyền nhỏ nhất khi thân phong xấu rút rồi bay lên cao. Cạch cạch. Các cổ quan quách đột nhiên trung chuyên, nắm quan tài mở ra một khe hở, từ bên trong thò ra một bàn tay lớn màu xanh mọc đầy lông, móng tay dài tới mấy chục trưởng, đẩy nắm quan tài sang một bên. Cạch cạch. Các cổ quan tài lay động, nắp quan tài lần lượt mở ra. Chung nhạc tăng tốc thu bằng vũ kim kiếm về. Bằng vũ kim kiếm vừa động thì các cổ quan tài cũng lập tức bay lên theo. Từ dưới lòng đất bay lên, lách cách lạch cạch kêu không ngừng, có thêm nắp quan tài được mở ra, độ mở càng ngày càng rộng. Số quan tài này không rời khỏi bằng vũ kim kiếm, cứ như đã dính chặt lấy nó vậy. Thực lực phong xấu trúc vẫn là không bằng lão môn chủ, lão liều chết chiến đấu vẫn không thể tiêu hao hết sức mạnh của cấm khu, ma hồn trong những cổ quan tài kia vẫn giữ được sức mạnh rất lớn. Một luồng hắc phong đột nhiên phun ra từ trong một cổ quan tài. Âm phong vù vù, hắc phong cùng với mùi hôi thôi, thấp thoáng có thể thấy trong quan tài có một đôi mắt đang mở. Những cổ quan tài khác cũng thổi hắc phong, dường như có thứ gì đó bên trong đang thở vậy. Trong quan tài tối đen dường như có các đôi mắt đang nhìn ra ngoài, thật khiến người ta lạnh tóc gáy. Lộc cộc lộc cộc, các con mắt chuyển động, không phải nhìn bằng vũ kim kiếm mà là nhìn chung nhạc đứng trên huyết quản. Chung nhạc tráng toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cây đèn đồng xoay chuyển, kích phát thú thần nội đang. Quỳnh quỳnh. Không gian lập tức đổ sập, cây đèn đồng của tân hỏa hút sạch không gian phía dưới khiến nó không ngừng sụp đổ. Bên trong đèn đồng, tốc độ xoay chuyển của tinh hà ngày một nhanh, hút các cổ quan tài kia vào trong ngọn đèn. Hàng mấy nghìn cổ quan tài chấn động, bên trong phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, khủng bố đến cực hạn. Không gian biến dạng, quan tài cũng biến dạng, không thể chống lại sức hút của ngọn đèn đồng. Đột nhiên trên quả tim kia hiện lên các loại đồ đằng văn thần cấp, rầm một tiếng, chấn động ác liệt, không gian biến dạng phía trước ngọn đèn lập tức vỡ vụn. Sơn thể bị chấn động lắc lư không ngừng, sơn thạch tung tóe. Các cổ quan tài thoát khỏi hấp lực của đèn đồng, từ trên không trung rơi xuống dưới. Phía trên ngọn đèn đồng, thú thần nội đang bị chấn động, rắc một tiếng, bề mặt lập tức xuất hiện chi chích vết nứt. Quy năng của trái tim kia vô cùng đáng sợ, tuy chấn động không thể gây tổn thương gì tới ngọn đèn đồng nhưng thú thần nội đang thì suýt chút nữa đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh kiếm lớn đâm xuyên quả tim kia bùng sáng. Kiếm khí đáng sợ từ bên trong quả tim bắn ra xung quanh. Quả tim lập tức bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ, thần huyết đổ như thác, không thể chấn động lần thứ hai. Chung Nhạc đứng trên huyết quản nhìn mà kinh hãi cảm giác kiếm khí sắc bén xuyên qua huyết quản dưới chân mình, kiếm khí cũng bố đó như cắt đứt huyết quản, khiến hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần kiếm khí lộ ra một chút xíu thì hắn cũng sẽ bị cắt thành vụn. Kiếm khí thật kinh người. Trung Nhạc vội vàng thu bằng vũ kim kiếm về, tất cả bằng vũ kim kiếm và thi cốt của phong sấu rút vào nguyên thần bí cảnh. Kiếm khí càng thêm hung mãnh, gần như nhất quyết muốn dùng quả tim kia vào đường cùng, muốn chém quả tim tan tành, kiếm quang càng thêm chói lòa. Trong huyết quản, kiếm khí giống như dòng chảy cuồn cuộn, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được huyết quản giống như cự long vặn mình giải dụa, đẩy hắn bật lên, sơn thể cũng không ngừng chấn động, đá vụn rơi như mưa. Những cổ quan tài đen kia cũng không rơi xuống nữa, tất cả đều bay lên, giống như những tấm bia lớn sừng sững cao nhìn trường, vây quanh Trung Nhạc và quả tim kia. Nguy rồi, hình như ta đã động phải phản ứng liên hoàn nào đó. Trung Nhạc nhìn mà nổi da gà, vội khởi động thú thần nội đang. Chỉ nghe bùng một tiếng, thú thần nội đang nổ tung, thú thần tinh khí biến thành một con long tương trên không trung, bay về hướng ngọn đèn đồng. Quy năng của ngọn đèn thêm khủng bố, dẫn lực bóp méo không gian khiến không gian mênh mông dưới lòng đất nhanh chóng nhỏ lại, các cổ quan tài ở xung quanh liên tục tiến về hướng đèn đồng, sắp bị kéo vào bên trong đèn. Đây đúng là phản ứng liên hòa, chung nhạc dùng bằng vũ kim kiếm nhất thi cốt cả phong xấu rút lên, bằng vũ kim kiếm gây nên phản ứng của ma hồn trong quan tài. Ma hồn phản ứng lại khiến chung nhạc dùng tới ngọn đèn đồng của tân hỏa. Quy năng của đèn đồng lại khiến quả tim khổng lồ kia bất an quả tim khổng lồ và thanh kiếm này rõ ràng có sự đối địch quả tim đột nhiên đập dữ đội khiến dẫn lực của đèn đồng vỡ tan khi uy năng của quả tim bạo phát là lúc lực phòng ngự của nó yếu nhất thanh thần kiếm lại tranh thủ lúc đó chém xuống quả tim muốn chém nát nó ma hồn trong quan tài lại đối địch với quả tim và thanh cự kiếm quan tài bay lên muốn tiêu diệt cự kiếm và quả tim thú thần nội đang vỡ vụn biến thành tinh khí khởi động đèn đồng quan tài trấn áp quả tim và thanh thần kiếm kiếm khí thần kiếm phá hủy quả tim từ bên trong quả tim lại tự chấn động phá vỡ thần uy của ngọn đèn đồng đèn đồng lại muốn hút quan tài vào bên trong mình cảnh tượng này bỗng chỗ trở nên hỗn loạn không thể dọn dẹp chuỗi phản ứng này các mắt xích móc nối với nhau e rằng mắt xích yếu nhất ở đây chính là chung nhạc nếu không cẩn thận một chút chỉ sợ chung nhạc sẽ tan thành cho bụi lúc này quần thể kiếm môn sơn đang chấn động không ngừng giống như lại có một trận động đất vậy các vị cường giả kiếm môn bay lên trời kinh hãi nhìn xuống kiếm môn sơn chấn động ác liệt có ngọn núi đã nhổ hẳn lên, có ngọn núi lại thụt xuống, vô cùng cổ quái, giống như dưới lòng đất có cự thú đang làm mưa làm gió vậy. Mau trấn áp quần thể núi. Quân tư tà hạ lệnh, đông đảo các vị trưởng lão, đường chủ kiếm môn liền khởi động các tòa đại điện, uy năng bạo phát trấn áp những ngọn núi trong kiếm môn sơn. Kiếm môn kim đỉnh, quân tư tà và các vị trưởng lão cũng trấn áp kim đỉnh, thủy tử an cũng mời các vị cự phách, cự đầu ra tay trấn áp. Nhưng địa chấn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có những ngọn núi phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện những khe nứt kinh hải. Các ngọn núi bị chấn động tách thành những khe vực sâu hung hút, có thể thấy phía dưới có huyết nhục đang nhu động dưới đó, vô cùng khủng bố. Rốt cuộc dưới lòng đất kiếm môn đã xảy ra chuyện gì? Các vị trưởng lão, đường chủ sắc mặt kịch biến. Phong ấn dưới lòng đất lại bị lỏng lẻo lần nữa sao? Lẽ nào phong trưởng lão không trừ bỏ được đám ma hồn đó? Quân tư tà sắc mặt cũng sáng tối bất định nhìn đám huyết nhục dưới khe nước kia, cầm đại tự tại kiếm khí trong tay, thầm nghĩ. Nếu phong xấu trúc trưởng lão không dẹp loạn được thì chỉ tân môn chủ ta phải xuống một chuyến. Chỉ e ta đi sẽ không thể sống trở về. Nhưng cho dù ta có chết thì cũng có phương kiếm các kế nhiệm, kiếm môn sẽ không sụp đổ. Không gian dưới ma hồn cấm khu chấn động liên hồi, quan tài, quả tim khổng lồ, thần kiếm và ngọn đèn đồng, bốn mắt xích này va đập liên hồi, công phá lẫn nhau. Trung nhạc đứng dưới ngọn đèn, có phần bất lực, nói. Ta chỉ muốn đưa thi cốt của phong xấu trúc trưởng lão về thôi lúc này tinh khí trong thú thần nội đang đã sắp bị ngọn đèn đồng dùng cạn nếu tinh khí cạn kiệt đèn đồng không thể tiếp tục hoạt động mắt xích chung nhạc sẽ bị phá chỉ e hắn sẽ chết một cách thê thảm đột nhiên tại đỉnh công của không gian dưới đất hiện lên hình vô số lá cờ được thảm trên đỉnh xuyên qua sơn thạch và chư thần đồ đằng phong ấn các lá cờ này tạo thành một trận pháp kỳ dị không ngừng xoay chuyển quanh thần kiếm thanh thần kiếm đó bị chấn áp vi năng dần dần trở nên yên lặng quả tiên kia cũng dịu lại không còn khủng khiếp như trước nữa. Các cổ quan tại như tiêu hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống đất rầm rầm. Năng lượng tích tụ của ma hồn cấm khu đã cạn kiệt rồi, muốn bạo phát lần nữa có lẽ phải đợi 500 nữa. Trung nhạc thở vào. Thú thần nội đan của hắn đã vỡ vụn, không còn tồn tại nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đã mời được thi cốt phong xấu trúc về hắn cũng thấy tất cả rất đáng. Tân hỏa ngẩng lên, nghi hoặc nói. Những lá cờ kia ở đâu ra đấy? Trung Nhạc quan sát những lá cờ kia, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chúng bị kẻ vào cấm khu đánh cắp thánh linh đem đi rồi, không ngờ vẫn ở đây. Số cờ này có lẽ là pháp khí phong ấn thông qua chư thần đồ đằng, cũng là bảo vật dùng để trấn áp những dị động ở cấm khu này. Trung Nhạc tim khẽ rung lên. Kẻ kia vào cấm khu này có lẽ dùng những lá cờ này đã vào trong đồ đằng phong ấn của chư thần. Từ đây vào trong phong ấn của chư thần chi linh sau đó lại vào không gian có tế đàn, lấy đi thánh linh hắn đã thông con đường nối liền ba không gian thánh linh ở ngay trước mặt hắn hắn điều khiển được những lá cờ này hẳn là cũng có thủ đoạn tương ứng để lấy thánh linh tân hỏa mắt sáng trưng nói ngôi mộ này là mộ bồi tán của tịch tà thần hoàng những thần ma này đều là đối tượng bồi tán biết rõ nơi này như vậy thậm chí có thể dùng những lá vờ kia chỉ có hậu nhân của tịch tà thần hoàng mà thôi đột nhiên ta nhớ tới tên tiểu tử ngươi gặp ở hỏa đô thành chung nhạc gật đầu nhớ tới người thanh niên tiễn mười dặm ngoài hỏa đô thành hậu nhân tịch tà thần hoàng tịch tà là hậu nhân của tịch tà thần hoàng lẽ nào hắn vào cấm khu dưới lòng đất kiếm môn ta đánh cắp thánh linh nhưng hắn có vẻ không nhiều tuổi tu vi cũng chỉ mới là linh thể cảnh liệu có bản lĩnh đó không chung nhạc vẫn có chút khó hiểu tịch tà thần hoàng bỏ nhiều công sức bồi dưỡng thánh linh như vậy lẽ nào chỉ để tạo phúc hậu nhân tịch tà thần hoàng thậm chí còn không tiếc bồi tán hết thần ma dưới trướng mình chắc chắn không đơn giản là để tạo phúc hậu nhân hắn ở vị trí tổ hoàng lâu như vậy mưu đồ cực lớn lục đạo giới mà có tổ tinh ngay sáu vòng luân hồi cũng đều bị hủy diệt trở thành phế địa mục đích của hắn có lẽ là đế tàng mà các đời thiên đế trở về tổ tinh khi về già chỉ là thọ nguyên của hắn đã tới nên mới tạo ra năm khu bồi tán là đông nam tây bắc và đại hoang vậy thì mục đích của hắn chính là hồi sinh làm lại sự nghiệp chưa xong chung nhạc đột nhiên nói tân hỏa thần linh có thể hồi sinh không tân hỏa nghĩ một lúc nói thiên tượng lão mẫu chiếm đoạt nhục thân của người khác cũng tính là hồi sinh ta chỉ biết có cách chiếm đoạt nhục thân này nhưng tỷ lệ thành công không cao dễ bị hủy diệt cả xác lẫn thần phong hiếu trung từng nói tới sáu vòng luân hồi hình như có cách hồi sinh chỉ là hắn không nói rõ cụ thể ra sao ta không biết chung nhạc đành gạt chuyện này sang một bên nói vẫn là đợi khi nào gặp phong hiếu trung hỏi kỹ lại hắn vậy không biết giờ hắn còn phát điên không tân hỏa trong năm cấm khu đều có một quả tim năm quả tim này từ đâu mà có tân hỏa lắc đầu không phải năm mà là sáu quả sáu quả chung nhạc ngạc nhiên đông hoang tây hoang nam hoang bắc hoang và đại hoang năm ngôi mộ năm quả tim mới đúng tại sao lại là sáu còn một quả tim có lẽ ở trong mộ chính của tịch tà thần hoàng ở đó chắc cũng có một thánh linh nữa là thủ lĩnh của năm thánh linh còn lại ngọn lửa nhỏ lay động còn những quả tim này từ đâu mà có thì ta không biết ngươi nghĩ liệu có phải của tịch tà thần hoàng không tịch tà thần hoàng có sáu quả tim được sao chung nhạc chán nản đột nhiên nói lục thánh linh liệu có liên quan tới sáu vòng luân hồi không hắn bật cười lắc đầu nói ta quá nhạy cảm rồi nghe đến sáu là bất giác nghĩ ngay tới sáu vòng luân hồi tân hỏa ngươi có cách vào tầng không gian thứ hai thứ ba không nhưng ngoài hai không gian đó còn có tầng không gian thứ tư đó mới là nơi chung nhạc định tìm tới. Đó chính là nơi ở của người canh mộ của ngôi mộ bồi tán này. Bí cảnh Hắc Sơn là nơi yêu thần Minh Vương, người trấn chủ mộ bồi tán Hắc Sơn. Hắc Sơn có thì kiếm môn Sơn chắc chắn cũng có. Trong bí cảnh kiếm môn chắc chắn có gia tài giá trị, thậm chí còn giá trị hơn trong bí cảnh Hắc Sơn. Gia tài trong bí cảnh Hắc Sơn đã bị kẻ to lớn bò ra từ dưới lòng đất khoáng sạch sẽ, giá trị bí cảnh không lớn. Còn bí cảnh kiếm môn thì chưa bị động tới, nếu tìm được, chắc chắn sẽ rất có ích cho kiếm môn mà hóa thân bồ lão tiên sinh của phong vô kỵ cầm thủ ấn môn chủ vào sâu trong kiếm môn sơn chắc hắn đi theo đường bí cảnh kiếm môn chắc chắn hắn không kịp lấy đi số gia tài đó nên trung nhạc mới muốn nhân cơ hội này tìm ra bí cảnh tân hỏa ngẩng lên quan sát nói với ta thì không quá khó khăn hắn đã dùng những lá cờ kia chống trận pháp tạo thành đường đi chúng ta chỉ cần vào trong trận pháp là có thể tới thẳng tế đàn trung nhạc lập tức động thân bay lên cao theo sự chỉ điểm của tân hỏa thận trọng động vào đồ đằng phong ấn trên đỉnh công, lập tức xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Thân hình hắn dần dần hòa lẫn vào sơn thạch, đầu đã chìm vào trong sơn thạch. Một lúc sau quá nửa người chung nhạc đã chìm vào núi, chỉ còn lại hai cái chân bên ngoài. Không lâu sau cả người hắn chìm vào trong sơn thạch, biến mất khỏi lòng đất. Lúc này, kiếm môn sơn đã không còn rung chuyển nữa, quân tư tà triệu tập 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội tới bàn bạc. Trong kiếm môn sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không thể không kiểm tra giờ đã có thủ ấn môn chủ trong tay chư vị hãy cùng ta vào trong kiếm môn sơn để kiểm tra một lượt nhưng ta mới trở thành môn chủ vẫn chưa rõ cấu tạo bên trong kiếm môn sơn cần các vị chư vị chỉ điểm mười vị trưởng lão cùng vân hóa thân của phương văn kiệt đem theo thủ ấn xuống lòng đất kiếm môn hắn là kiêu hùng giảo hoạt thâm hiểm rất nguy hiểm với kiếm môn ta khó đảm bảo hắn sẽ không dở trò ở dưới đó lần này kiếm môn có động đất chắc chắn có liên quan tới hắn giờ thủ ấn đã về tay môn chủ chắc chắn phải xuống lòng đất xem sao thủy tử an giờ là đại trưởng lão của trưởng lão hội biết rất nhiều bí mật lập tức dẫn mọi người vào kim đỉnh mời quân tư tà tế thủ ấn môn chủ nơi thủ ấn chiếu sáng đại điện tách ra xuất hiện một thông đạo dẫn tới lòng núi bên trong kiếm môn sơn cơ quan trùng trùng là phong tấm chính tay môn chủ đầu tiên sắp đặt ải đầu tiên là kiếm linh và thần linh nếu không có thủ ấn thì sẽ bị tấn công bên trong kiếm môn sơn ẩn tàng rất nhiều bí mật ngay cả môn chủ đầu tiên cũng không phát hiện hết Thủy Tử An trầm giọng nói. Quân Tư Tà tuy là môn chủ nhưng cũng là lần đầu vào lòng núi, đối với nơi này rất xa lạ. Mọi người đi xuống bậc thang, đi hơn 10 dặm, cả chặng đường nhờ thủ ấn giải trừ các tầng phong cấm. Đều là phong ấn các đời môn chủ kiếm môn sắp đặt, phía trước càng ngày càng rộng ra. Đột nhiên lòng núi trống rỗng, bảy tám dặm liền trống hoắt, không biết bị ai đào rỗng. Nhưng trong đó có một lưỡi kiếm khổng lồ đứng sừng sững, cắm hướng xuống dưới, không biết mũi kiếm cắm tới chỗ nào thần uy của thanh kiếm thu vào trong thỉnh thoảng trên thân đao sáng như gương lại xuất hiện đồ đằng văn vô cùng phức tạp huyền ảo người khác nhìn vào như đọc sách trời thanh kiếm này vô cùng hoành tráng cho dù họ đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của kiếm môn thậm chí đã từng thấy đại tự tại kiếm khí nhưng cũng không khỏi thấy hoa mắt chấn kinh nghe lão môn chủ nói đây là thân kiếm mà môn chủ đầu tiên đào được lão nhân gia đào tới đây thương thế tái phát tự cảm thấy mệnh không còn được lâu liền phong ấn chui thanh kiếm ở trấn phong đường nếu môn chủ tới trấn phong đường thì có thể thấy chui kiếm, to tới mức khó tin. Thủy tử An dẫn mọi người tiếp tục đi xuống, nói. Môn chủ đầu tiên đã dặn dò, không được động tới thanh thần kiếm đó. Nhưng bên trong kiếm môn sơn còn ẩn chứa không ít bí mất, trong đó còn có ba tầng bí cảnh. Mấy đời môn chủ sau đó cũng đã thử đào xuống nhưng không được bao lâu thì đều gặp trở ngại. Họ gặp phải tường trắng bên ngoài của một tòa bí cảnh. Mọi người cứ đi xuống tiếp, không biết bao lâu sau thì quân tư tà thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một lớp trắng đồ đằng, đồ đằng văng dày cột giống như màn nước vắt qua. Chính là ở đây. Vị thần đã để lại tòa bí cảnh này vô cùng cường đại, bức tường đồ đằng của bí cảnh chặn đường vào, không thể vào trong bí cảnh. Thủy tử An nói. Các đời môn chủ cũng từng tới nơi này, nhưng không thể vào trong được. Đồ đằng văn của bí cảnh này rất kỳ lạ, chẳng ai phá giải được. Từ bên ngoài phá bức tường bí cảnh này cực khó, có lẽ phá từ bên trong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mười vị trưởng lão cũng không ít người là lần đầu tới bí cảnh này, cùng nhau quan sát, thấy bức tường đồ đằng văn giống như dòng thác, phân thành mấy chục tầng, còn thấp thoáng thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh. Chỉ là phong ấn trùng điệp, mơ hồ không rõ. Hóa thân của Phương Văn Kiệt là bộ lão tiên sinh chính là cầm thủ ấn tới đây. Chắc chắn hắn đã vào trong bí cảnh. Quân tư tà trầm ngâm. Có lẽ hiếu mang thần tộc có bí pháp vào được nơi này. Ở đây có dấu vết phù văn thiêu cháy. Lôi sơn trưởng lão có phát hiện mọi người tiến lại, thấy mặt đất có bụi tro khi phù văn bị thiêu rụi. Trong bụi tro vẫn còn thần y, hiển nhiên bộ lão tiên sinh cầm thủ ấn từ bên trong kiếm môn tới đây, tế phù văn và mở bí cảnh ra. Mọi người đều trùng xuống, các đời môn chủ đều chưa từng mở được bí cảnh mà lại bị hiếu mang thần tộc mở ra. Đây là đã kích cực lớn đối với họ. Quân tư tà cười. Hóa thân của Phương Văn Kiệt đã bị ta giết, không hề có thứ bên trong bí cảnh, chư vị có thể yên tâm. Nhưng hiếu mang thần tộc đúng là rất đáng sợ, lại có được thứ phù văn này. Có lẽ loại phù văn này không phải do thần bình thường viết ra. Mười vị trưởng lão đều có phần nặng nề, hiếu mang thần tộc quả thật đáng sợ, không hề vì đại tế tư chết mà suy bại. Giờ Phương Văn Kiệt có được dịp trà, trở thành đại tế tự. Phương Văn Kiệt là thổ diệu linh thể, sau này thần tộc này có lẽ sẽ càng ngày càng cường đại hơn.